Công nhận đẹp trai khổ thiệt. Sáng sớm đẩy xe nước mía mà lát thế nào gái cũng bu thấy thương cho coi nè. Cái tật đẹp trai đó, đẹp quá đẹp. Ồ, đẹp trai gái bu. Đó, gái tới liền. Chú Tường. Đây, đây, đừng thấy không, ghét, ghét nhất cái từ này. Tự nhiên ta đẹp, trẻ gì kêu chú là sao? Ừ, tôi ghét cái từ chú luôn. Anh, thấy trẻ đẹp không? Ủa chú Tường. Nữa, chú nữa. Sao chú lại bán nước mía sớm quá vậy? Chỗ này chỗ con bán xôi nha. Mặt trời bắt đầu lên rồi thấy chưa? Ở đó mà sớm, bán bu phải vậy ta mới thương, ta mới uống chứ. Thôi bình thường chú bán trễ cho con bán xôi, chỗ này khách con mua để ngồi ăn chứ bộ. Trời đất ơi là trời, cứ chú hoài thà kêu con Tuất đi hả? À, nó còn có ít, tự nhiên kêu tôi bằng chú hoài sao tôi bán được trời. Thôi giờ kêu bằng anh đó. À anh, nghe dễ thương không? Trời tên quá nha. Ờ, và có gì tôi sẽ giúp cho xôi được có gì đâu hả? À, mà tôi giúp cho em hoài, em không nhớ thôi. Giúp gì ta? Có lần tôi cho em mượn ống hút nhớ không? Cái gì? Bán xôi mà cần ống hút hả? Ừ, quên lộn lộn. À, ông hút là thằng kia, em xin sợi dây thun có nhớ không? Trời ơi, có cái sợi dây thun mà chú nhớ hoài. Trời ơi, giúp ba cái gì mình phải nhớ chứ. Cái sợi dây thun nó nhỏ, nhưng mà tình cảm nó đông đầy, hiểu không? Mà tôi nhớ cái cách này là cũng 49 ngày rồi đó. Sợi dây thun màu xanh, nhớ luôn. Ôi, ghê nha. Ghê cái gì? Nếu em muốn cái gì em kêu bằng anh đi. À, cần thì anh sẽ share cho. Vậy thôi vậy? Không có anh gì hết á. Chú tự nhiên cái xe gì? Tự nhiên cái xe gì của con? Ủa sao vậy trời? Trời đất ơi nghĩ gì trời? Xe là sẻ chia. À là giúp đỡ nhau. À, cùng nhau buôn bán. Vậy mà con cứ tưởng đâu chú đòi xe gì của con chứ. Trời đất ơi bà này cũng dễ sợ lắm nha. Bà này bà đẹp, bà cũng nghĩ bậy lắm nè. Trời đất ơi, ta xe là xe gì bây giờ ta. Em không nghe người ta nói bây giờ là kinh tế toàn cầu à, thì mình buôn bán nhỏ đừng có cầu toàn. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu tôi nói gì chưa? Có nghĩa là bây giờ những cái buôn bán gì nè à, cũng như mấy nước ngoài ta gọi là những cái shop mà center đó. Hiểu không? Người ta bày bàn ghế này gì hết trời nè. Là ai muốn vô ăn cái này, uống cái này, ai cái gì cũng được. Miễn ngồi chỗ nào cũng được. Miễn là chúng ta có một cái mặt bằng chung, rồi buôn bán chung. Rồi ôi, ai muốn lợi lụm gì ăn, mình lấy tiền. Ghê vậy ta? Chứ sao? Làm lớn luôn. Làm lớn? Ờ. Trời ơi, còn nhiều cái hay lắm. Nhiều cái em sẽ bất ngờ với tôi nữa. Hiểu không? Tôi sẽ cho em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thôi, nội sáng nay chú bán nước mía là bất ngờ rồi. Không còn bất ngờ nào hơn hết á. Nước mía thì có gì đâu bất ngờ. Hả? À, nước mía có bất ngờ, cái này mới bất ngờ nè. Chờ gì đó vậy? Đi. Tôi sẽ cho em coi cái này bất ngờ, dễ sợ luôn. À, chờ nha. Gì vậy ta? Em thấy tôi đi có nhạc không? Đó. Ê! Ủa chú Tương, bộ chú buồn gì hả? Chú định bỏ đi hả? Trời ơi, sáng giờ tôi bất ngờ giữa em này quá. Bỏ đi đâu? Thì xách vali đi đâu nè? Vali ai chùm khăn đỏ vậy? Chứ đây, gì đây? Để coi ảo thuật Copperfield. Wow, ở đâu ra nguyên cái thùng đẹp quá vậy ta? Chú định bán kẹo kéo hả? Đi từ sửng sốt này tới sửng sốt gác hoài. Bán kẹo kéo có gì? Tôi nói em nha, bây giờ em ra thay gì á là em đi không có thời giờ, người ta vào đi tập phòng gym rồi ha. Còn mình nghèo, mình buôn bán nhỏ như vậy, mình cũng có cách mình chơi. À, mình chơi vừa để cái công việc mình đỡ nhàm chán, em hiểu không? Làm sao? Thay vì đi tập thể dục, bây giờ mình dọn bà vô ghế theo cái nhạc này nè, coi như mình đi vũ trường. Vũ trường Tứ Khoai. À, vũ trường con biết nè. Sao ngày biết? Nào con cũng đi hết á. Ngày nào em cũng đi vũ trường? Đúng. Ủa em bán xôi em bán cái gì em? Bán gì? Thì con đi ngang qua vũ trường nghe đùng 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 để con tới chợ mua tàu lá dứa. Vậy mà hôi đi vũ trường. Đi ngang qua thôi mà hôi vô vũ trường rồi đó hả? Thì cũng nghe rồi. Hay quá, nghe đi, xem đi. Ê. Ê. Khiên cái bạc là lắc cái mông, khiên ghế ghế là lắc cái hông, để ly ra là lắc cái đầu, để cái này là lắc cái chân, hiểu chưa? Ê. Cái gì vậy? Không cho ai ngủ cái gì này trời. Cái gì mà không xong vậy này trời?
xin gì mà xin. Anh thấy chưa? Sáng sớm cho ai ngủ nghe vậy chứ trời à. Đúng 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 vậy. Giờ này mà còn ngủ gì nữa. Giờ này mọi người đều thức dậy. Mặt trời lên, mọi người cũng lên rồi. Tự nhiên mà ngủ hoài vậy. Ê nè, mặt trời lên thôi nha. Người lên đâu? Hả? Người lên đọt cây hả? Lên nè, búa lên. Thôi đi. Chỗ người ta ngủ nghe à. Ông mà phá giấc ngủ của tôi vậy. Tôi tổn hao sức khỏe không biết không? À, bà hao tổn dữ lắm à. Bà ngủ dữ quá mà sao bà ôm vô ôm nhách vậy. Ít vận động quá đó. Nè, người ta phải tập thể dục. Cái gì? Cơ bắp nó mới săn chắc nó mới nở lên. Hai ốm quá gì hai phải tập thể dục cho nó khỏe à. Kệ tao mày. Tao ốm vậy đó đỡ hơn mày. Mày mập hù lù hả? Mày muốn giảm cân với tao được không? Ừ, chị hai. Trời đất ơi. Cái gì mà sáng sớm à, sớm mình có vẻ đông vui quá vậy. Vui bà nội mày chứ vui. Trời đất ơi. Đang gây lộn rần rần nay mày vui gì mày. Ủa gây lộn với ai vậy? Mày qua đây. Trời ơi chú Tư. Trời ơi. Ăn mặc lạ vậy chú Tư. Trẻ quá phải không? Từ nãy giờ mới để ý nha. Già mà có nên nết. Sao hả? Mỹ sao ăn còn thôi kìa. Ủa má nước mía không má nước cam. Má nước mía mặc áo cam. Bận đồ bông hoa lè lẹt mà nhìn thấy ghét rồi hả? Ai bông hoa lè lẹt. Còn mình không bán gì sao có trái cherry. Nói tớm là bông hoa lè lẹt chửi bông hoa cam thôi. Nó bông hoa lè lẹt đụng con luôn nè. Ê, nhưng mà mấy người là bông hoa, còn tôi có trái. Dù sao tôi cũng ăn được. Mấy người ngửi hoa bộ chết rồi hả? Thôi 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 đừng cãi nhau nữa mà. Ê, lộn sao vậy? Qua đây. Vậy, vụ vậy? Ghét con cha già. Sao vậy? Sáng sớm làm cái chuyện mà rùi bu kiếm đầu. Con bỏ cục đường hay gì mà rùi nó bu dữ vậy? Vụ duyên mày ơi. Con làm gì? Ý ta là nó hả sáng sớm để cho ai ngủ nghe vậy trơn trời á. Nghĩ sao mà mình mở nha. Đúng 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 lên. Đó, không có lịch sự. Qua bển mày chửi vô mặt. Bả chứ không nói gì. Qua đây biểu mày. Dạ sao sao chú Tư? Mày rù rì gì với bả đó? Nó con nghe thử có bả nói gì chú Tư. Bây giờ tao hỏi mày nè, sáng sớm người ta là tập hợp tao buôn bán tao tập thể dục, còn bà ở nhà bà ngủ riếp ốm vô nhất vậy, bà mẹ ra bà la tao là cái gì? Chú Tư nói vậy đúng. Sáng sớm mình phải tập thể dục chứ. Đúng. Sức khỏe mà. Sức tập thể dục chuyện bình thường. Bà bậy quá. Chứ dọn hàng cái nhà. Sao? Dạ. Biểu mày. Sao gì hay? Tao nói mày nghe, mày qua bển mày chỉ thẳng vô mặt ổng mày chửi cho tao. Trời đất ơi. Mày nói á, già rồi, tập làm cái gì trước sau gì cũng xuống lỗ thôi. Đúng gì đó đúng. Đi qua bển chửi. Ổng là chỉ còn vài năm nữa ổng đi rồi. Trời ơi, vài năm là nhiều mày chừng ngày mai không chừng đi luôn rồi đó mà con. Mà tập hoài không biết tập chi nữa. Đi qua bển chửi thẳng. Mày bách. Dạ. Tao nghe hết rồi, tao đứng đây tao nghe hết rồi. Bà nói chú không nó cũng nói, mình á. Chú sao cũng xuống lỗ tập chi phải không? À. Tập chú xuống là làm ma, khỏe mạnh. Chứ ai như bà gì làm ma mà còn bị bệnh nữa đó. Chính xác, ổn như ổn nhất à. Chứ sao, bà chết xuống rồi. Bà vẫn còn bị bệnh. Bà là chờ rút bà đi luôn đó. Qua đây. Dạ. Sao gì hai? Tao nói rồi biết nghe chưa? Sao hai? Cho dù bây giờ tao không tập thể dục đi nữa, tao ốm như vậy hoặc là tao có mập đi nữa là mỡ bên ngoài nó không đáng sợ con. À. Sợ là sợ bên mỡ bên trong á. Đúng rồi. Dễ chết. Đúng rồi. Mà ông già này mày nhìn coi, mỡ lẹo bẹo hết trơn. Ông cholesterol ông cao lắm. Bởi vậy tao nói mày qua bển đi, nói đặt hòm trước đi. Ờ, chú đợi trước đi chứ để không kịp à. Mày nhiều chuyện bây giờ mày phe phe nào. Ủa có phe nữa hả? Chứ sao? Bên đây hay bên kia? Bên đây với bên kia. Bên đây. Bên đây. Phe bên đây 1, 2. Ờ. Phe bên đây 1. Phe chính nghĩa. Thôi nói tóm lại con đứng cửa giữa đi. Sao vậy? Đứng vậy mới rộng. Phải theo phe, phải theo phe rõ ràng, rõ ràng. Nè con mấy đứa mà đứng trung lập cửa giữa đó. Dạ. Dễ chết đó. Ủa vậy hả? Hai phe nó giật một lượt đó. Chết nha. Nhưng mà bây giờ con là cái tánh mà không muốn ai buồn hết trơn á. Thôi nói vậy thôi con qua phe bên này đi. Ờ phe này đi. Đây đông người hơn. Trời cái thằng quỷ này thiệt. Ờ đúng rồi. Nó theo phe em này, mà đứa hai đứa này trước sau nó thành vợ chồng nè. Chú Tư này cứ gài chú ra ngoài. Bây giờ tôi nói nha, bây giờ tập thế dốt, bà có tập thì tập, không tập thì thôi tôi mở nhà tiếp đi. Mở lên trước, trước. Đồ màu quá. Rồi lắc cái mông. Trong nổi này à. Lấy đi bà. Sao bà không rửa chén ra nè. Trời ơi, sáng giờ tôi không bán được gì đâu. Quên vậy, cô queo rồi tự. Mới sáng sớm mà sao té vậy?
Đây, nghiêm túc. Cái người là thủ phạm. Cái người nào mà thấy người ta bị nạn té mà ngồi cười là người đó là người thủ ác, là em đó. Không phải đâu. Nhau nội, từ nãy giờ tôi ngồi bên này nha, tôi đứng bên này, tôi không có qua tôi bệnh, tôi đổ nước đâu à. Phải đâu chú Tư. Không phải, bà không có đổ mà bà suối con cháu bà đổ. Ê, đứng bên này là suối bằng cách nào, quận Hồng Giao cách cảm hả ba? Bà điện thoại. Điện thoại đâu nè, lục búi thôi đi, con có điện thoại đâu. Bà điện xong là bà quăng rồi. Trời ơi, vậy mà cũng bãi được luôn vậy? Không phải. Chứ không ai? Không phải gì hai đâu. Ước mềm rồi. Người khác. Người nào? Con đã điều tra được rồi. Thủ phạm là ai? Ủa? Chuyện gì mà giống như là mọi người bu giống như người bu hột xoài vậy? Bị gì vậy Tám? Hả? Tám đeo khẩu trang vậy? Hôm nay Tám bị cảm. Tám nghe giọng Tám kỳ quá, bị ngọng nữa. Không phải cảm à. Ủa? Mà có chuyện gì ở đây? Mà cảm ngộ giờ sáng không cảm, giờ cảm. Cảm mà sáng thấy đi chợ sớm mà đâu có cảm gì đâu, bây giờ cảm vậy? Con người tôi nó mất thường lắm. Nó giống như là một cổ máy dự báo thời tiết vậy đó. Khi sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa mát mát, nhiều khi ấm ấm, có lúc hăm hăm, đôi khi lặng thầm, bệnh tình bất chợt. Trời đất ơi, bệnh là còn làm thơ nữa ha. Mà chuyện gì vậy? Đang có một vụ án xảy ra. Một vụ án nghiêm trọng. Trời. Cộng đồng người ta đang tập thể dục mà kẻ nào đã đổ cái nước gì xà bông sền sệt ra té quá trời. Trời ơi. Ôi đáng đời. Chuyện gì quan trọng quá vậy? Kẻ nào ác tâm quá vậy? Đi đâu đó? Đi. Kiếm cái gì vậy? Tôi đi kiếm thằng ba xe ôm. Ba xe ôm đâu chứ đất vậy? Ba xe ôm đang nghỉ rồi. Ủa nó nghỉ hả? Tám định đi vô bệnh viện hả? Đúng rồi á, cảm quá, cảm mà. Vô bệnh viện khám bệnh không có thôi chứ gì à. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Những gì hết hả? Ông này, nghi nghi nha. Ngồi xuống. Uống nước mía hả? Ngồi xuống đi. Ăn xôi nha. Không ăn xôi không? Bây giờ tôi sẽ khai thiệt cho tất cả mọi người biết. Kẻ thủ ác đổ nước xà bông chính là anh Tám. Giống như Hồng Kông vậy. Tập thể chị Ủa mà tại sao biết? Nè, nói có chất mắt có chứng nha. Không phải là muốn nói cho người nói nha. Nếu như bây giờ mọi người không tin, mở khẩu trang Tám ra là biết ngay. Mở ra đi. Nó cảm ơi, sợ thấy bệnh như mọi người lắm á. Tại sao tôi biết không? Tại sao? Tại vì tôi lần theo dấu vết tôi đã tìm được một hàm răng giả. Tới tìm ở đây không? Trời đất ơi. Trời ơi, tôi tưởng con thú tật nguyền. Tám. Tật nguyền gì, răng của tao tật nguyền gì? Thấy cái hàm răng hết hồn chưa? Ủa sao mày trồng răng ít tiền lắm, sao nó lấy răng con gì nó trồng cho mày vậy? Con gì nó có gì vậy lạ? Nó hồi nó lấy răng con quỷ trồng cho tôi luôn à. Không bao giờ dám cạp mía. Không bao giờ dám cạp mía. Bây giờ tôi mới phát hiện. Ôi ơi, cái hàm răng này đi ngang xe nước mía tôi dòm không à. Mà thấy đi mua dừa về hoài. Không, cái này là thắc mắc thiệt. Tám. Vô duyên à. Cái này là thắc mắc thiệt. Không có chọc nha. Hứa đâu có giận nha. Không, nói đi, thật tình gì trả lời thôi. Mà sao mà người ta đi trồng răng giả đó, là người ta trồng răng sứ đúng không anh? Đúng rồi. Trồng răng sứ vô đó đẹp. Sao mày trồng răng hô vậy? Đây nè, để tôi kể cho nghe, có lý do đàng hoàng. Cái răng tôi có lịch sử của cái răng đàng hoàng chứ bộ. Sao? Vậy nè, đó, người ta là trồng răng mà coi như là thẳng nè, nó đều là bình thường rồi. Còn tôi trồng răng á, nó lõm chởm, nó lô nhô như hổ gà ổ dịch vậy đó, thì mới là bất thường, mới là hàng độc không đụng hàng. Tại nó là ngay thật ra vậy, tôi bị móm. Móm nặng lắm. Móm nặng lắm. Cho nên là trồng răng vậy để mà chữa móm. Chữa mớ mà thành hô rồi. Đúng rồi. Thì bói nói tôi á là coi như là nếu như ông á mà cười á, mớm quá cười không thấy răng là không có vào. Ông trồng răng sao mà cười mà vừa cười cái người ta đếm răng được. 1, 2, 3, 4, 5, sao người ta vừa đếm răng được á là mới vào. Nên đem làm hô luôn. Phải không? Dạ. Mày thấy mày vào chưa mà mày thấy đi mượn nợ hoài vậy? Chẳng biết vào không mà thấy nặng cái mỏ mình quá. Vô vấn đề chính. Tại sao hồi nãy anh lại nở lòng nào tạt nước xà bông cho chú Tư và mọi người té? Đúng rồi. Ướt mặt. Tại sao? Tại ông này nè.
coi á. Tại sao? Sao tại ta mày? Sáng nào cũng vậy hết trơn á, trời á. Sáng nào cũng là mở nhạc đung 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 hết trơn á. Chính xác. Đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Mà tôi á có sở thích đó là gì? Là thích đánh răng. Thích vệ sinh răng miệng. Bị răng mình răng hàng độc mà. Nên sáng nào tôi cũng vậy, tôi ngủ dậy là tôi vệ sinh răng miệng cho trước. Tôi bỏ cái, tôi tháo hàm răng, tôi bỏ vô thau nước rửa chén tôi ngâm. Để cho răng nó chắc và nó diệt khuẩn. Trời ơi. Đó, răng chắc lắm chứ không? Mình không vệ sinh kỹ á, lỡ mình táp nói chuyện mình cắn trúng ai chạy nhọc tội nghiệp người ta. Trời ơi. Đó, cho nên là tôi ngâm nước có tâm. Có tâm lắm. Nói chung là ngâm ra thau nước rửa chén, đang rửa chén gì đó, rồi ngâm vừa rửa chén vừa ngâm gì đó. Cái tự nhiên cái nghe nhạc đùng 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 vào đây. Làm tôi rớt bể 4-5 cái chén hút vậy đó. Tại sao rớt? Thì đó thì vẫn tâm cái vụ nhạc của ông chứ ai. Nhạc như rửa chén ông có dính dáng gì mà phải rớt ra chén rớt ra dĩa. Tôi thật không có chịu được cái tiếng nhạc của ông. Ai ông vô? Thích mà tôi không thích thì sao? Không là vừa rửa chén mà vừa nhảy luôn mới rớt chén dĩa như vậy. Đó thì tôi mới là rớt vậy. Tôi mới quê quá bực quá. Tôi cầm cái xào nước rửa chén đó tôi đổ vô cái xô. Ra đây tôi tạt cho mọi người té chơi. Ai mà có về đâu rồi quên mất là cái răng mình để trong đó đó rồi về nhà bác thì không có ra tìm cái răng mình rồi mới bị bể chuyện ra lộ hàng á chứ. Lộ hàng á à? Cái hàng ông khỏi cần làm gì cũng lộ rồi kìa. Bị ông gặp là được tôi chết liền đó, đó thì đó giấu đầu lòi đuôi ha. Giấu đầu lòi đuôi chỉ giấu đuôi lòi đâu rồi nó không răng ra đó. Ta nói nè, mày mốt rồi rửa chén, người ta đang tập thể dục, ta nhở nhạc lên, chịu không được. Ngưng lại, đứng yên, chờ hết nhạc, rửa tiếp. Trời ơi, rảnh quá, rảnh như ông vậy đó. Trời ơi, ai biểu rửa chi mà nhà nó giật rồi bể cái chén rồi ra là hại người ta. Mai à, té nhẹ à, rửa chợt là chấn thương sọ não rồi sao? Ai mà biết cái chuyện xảy ra nó lớn gì đâu, mà nhờ vậy tôi mới phát hiện ra một điều. Điều gì? Vậy? Đời sống sẽ ngắn lại nếu làm hại lẫn nhau. Muốn đời bớt khổ đau, hãy vì nhau mà sống. Thấy mình sai lầm, dễ sợ sai lầm luôn. Theo cái lời của anh Tám nói đó, con nói thiệt, con góp ý chú Tư với lại cô Hai luôn. Vậy mãi gì của tao nữa. Góp ý luôn, tất cả mọi người trong xóm với nhau, mình bà con với nhau, ở cùng xóm. Bây giờ giận hờn nhau làm cái gì? Đừng có để mấy cái chuyện nhỏ mà mình gây tới gây lui, nó mất tình hàng xóm đúng chú rồi. Tư. Cái chuyện mà buôn bán với nhau, hoặc chuyện xóm giềng, chúng ta phải... nhưng mà tôi góp ý không nha. Góp gì? Nghĩ sao ông đem cái lo chà bá này ông làm phiền mọi người nè nha. Trời đất ơi, tôi nói nè, cái mình không tập thể dục đó là cũng không được, mà buôn bán không có giờ tập, mình tranh thủ ra mình tập. Mình nghĩ là mình tập là bà con cùng tập, nhưng mà về mình thích người ta không thích thì từ từ. Tôi mai mốt tôi bỏ cái lo này. Tôi làm thêm 4 cái lo nữa. Trời ơi. Phải 4 lo nhỏ xíu thôi. Còn tôi đủ nghe đi tập thể dục thôi. Còn tôi thì qua chuyện này tôi cũng xin lỗi mọi người. Tôi hứa với mọi người bây giờ có nhảy gì thì nhảy. Tôi cũng không bao giờ lấy nước rửa chén để tạt nữa đâu. Mà tôi lấy nước nước gì đó. Nước sạch, nước bông tên á, tạt ra đường để lúc mà trời nắng á nó mát mẻ đường xá cho mọi người dễ tập và đi qua lại nó hợp vệ sinh. Thôi chưa? Hay sao? Đổi nước rửa chén thành dầu nhớt rồi chết luôn. Tôi thì mốt tôi bớt cái mỏ tôi lại. Đúng rồi. Tôi không có la bài hải nữa. Đúng rồi, cho nó mập lên chút. Nghe lộn hoài. Tất cả trong xóm mình yêu thương nhau vậy là vui rồi. Đúng rồi tôi hiểu là vui rồi. Đang xin tư coi tiếp tục nhảy không. Trời ơi bữa nay thôi, nhảy bữa nay thôi. Trời ơi thôi mà hộ mà lắm, để cho người ta ngủ nữa. Nhảy bữa nay thôi. Trời ơi không nhảy nữa. Ấy cái thằng là nhắc không, cái thằng là nhắc không. Vở hài kịch rất là vui nhộn đúng không thưa quý vị? Lê Khánh, anh Toàn hỏi nè, em có thường hay đọc tin tức không? Dạ đọc chứ, em đọc thường xuyên luôn nha. Em đọc những tin gì nè? Em đọc nhiều tin lắm nè, tin giật gân nè, tin lá cải nè, tin nhảm nè, tin dựng chuyện nè, tin bịa đặt nè, nói chung là nhiều tin thú vị lắm. Sao vậy? Dạ. Sao có rất nhiều tin tức khác nhau, những tin hay ho, những tin chính thống không đọc mà Toàn đọc tin dâu không vậy? Trời ơi anh ơi, bây giờ khó tìm những cái thông tin chính thống để mà đọc lắm á. Bây giờ mở mạng xã hội lên toàn những thông tin đó không à. Vậy thì mới gây được sự chú ý đó anh à. Cái đó người ta kêu là tin đồn thất thiệt đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vì chính cái việc là thông tin thường chạy theo rất nhiều những cái tin đồn khác nhau như vậy, cho nên là có rất nhiều những vấn đề nảy sinh trong xã hội.
Đúng rồi, có rất nhiều người tội nghiệp nha. Bị tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến thanh danh của người đó luôn đó. Không phải chỉ những cái người mà bị tung tin đồn đâu, thậm chí tác giả là những người mà cố ý tung ra những cái tin thất thiệt đó, rồi cũng sẽ gặp hậu quả khôn lường khi mà mọi người phát hiện ra sự thật mà ông bà mình nói là khi mà gọi là ba mặt một lời đó. Trời ơi, có những cái chuyện như phải tám mặt một lời luôn đó. Là kêu tám người tới đối chứng đó phải không? Dạ đúng rồi, người tung tin ra trốn. Nhưng mà sao tự nhiên anh nhắc đến chuyện những tin đồn chứ? Dạ em đâu có đồn ai đâu mà anh nói tin đồn làm gì em giật mình. Đâu, ủa có tật trục rạch thả gì giật mình. Anh đâu có nói em, bởi vì anh muốn mời quý vị khán giả cùng đến với một ca khúc có một cái tên rất ấn tượng, Tin Đồn, với phần biểu diễn của nghệ sĩ Kiều Oanh và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất cùng với phần phụ họa của Vũ Đoàn Việt Hải. Ủa ra cái gì kì? Trời đất ơi, tụi bay dám bắt cóc tao hả? Trời ơi, giờ tao mà biết được tụi bay đụng tới cục vàng của bà thì tụi bay đừng có hòng có thời gian để thở. Vợ ơi, cứu cục vàng. Cục vàng, sao rồi? Cục tinh, cục vàng. Trời ơi, mừng quá, vợ ơi, cứu chồng vợ ơi. Tôi nói gì dám bắt bá cóc chồng. Đâu có ai dám bắt cóc chồng đâu mà tại vợ kêu nó bắt cục vàng về đây để hỏi việc. Việc gì? Theo chủ tịch tập đoàn Thám Tử Xe Ôm báo là già với cái vàng camera điện thoại cầm tay nhỏ xíu đời cũ nhất, nó quay được một số hình ảnh thì tôi muốn mời cục vàng về. Bởi vì tôi có nghe tin đồn bên ngoài rằng ông dạo này hay đi uống cà phê. Đâu có sao, cà phê là chuyện thường, người đàn ông nào mà không thích uống cà phê. Nghe đâu quán cà phê chân dài có nhiều cô nàng xinh rất là xinh. Bà nghe chi những tin đồn bên ngoài rồi về làm tình làm tội với tôi. Chừng nào bà có bằng chứng thì bà hả nói nghe bà. Thật khổ cho tôi vì những tin đồn, chuyện không nói có, chuyện có nói không. Sống biết bao năm sao mà không hiểu tính, nghe người ta nói là bà tính liền à. Thật ra tôi cũng đồng tình như thế, nhưng người ta nói muốn mỗi cái lỗ tai chuyện có hay không ngày mai sẽ biết, vì tôi đã quyết cho người theo dõi em. Trời ơi, gói xuống bà coi, vợ tôi bà ghen kiểu gì, sống bà cho người theo dõi, còn gì mặt mũi đàn ông. Đừng khen, đừng trách, đừng la, tại ông tôi mới như vậy. Nếu thật lòng ông không cho, sợ gì tôi theo dõi ông hả em? Ôi yeah, quánh nào nào đâu mà ui, mới có nhá thôi mà ui cái gì. Thà đánh cho đừng có nhá. Sao vậy? Nhá riết tôi lé. Sao lé? Né. Trời ơi, né riết lé hả? Vậy thì yên tâm đi, tôi sẽ móc luôn hai con mắt của ông để ông khỏi nhìn gái nữa. Mày quá, vậy còn hai cái tay. Hai cái tay làm cái gì? Ê, tôi mò đường tôi đi. Trời ơi, lẻo lự, hèn chi. Tôi có nghe tin đồn bên ngoài rằng ông dạo này mèo mỡ phải không? Đâu có đâu, tôi mèo mỡ hồi nào, nhìn mắt bà tôi dám thì sao? Tôi đâu tin, nhưng con út nó nói hoài. Nó nói là ông đi lăng nhăng. Ôi trời ơi, tôi lăng nhăng hồi nào? Thiệt là quan ức quá đi thôi. Ê trời ơi, giờ này không biết nói làm sao cho bà hiểu đây. Thiệt khổ cho tôi, chỉ những tin đồn cà phê chưa hết, giờ mè mở làng sao còn chuyện gì đâu, sao bà không chọn tiếp? Thiệt là ngao ngán sự đời à. Thôi ráng đi ông, tim dài 3 tháng, nếu ông không có tôi sẽ buông tha. Đừng khóc đừng la, tháng trôi trành phần, đời ông lận đận là bởi do ông. Trời ơi, gói xuống bà coi, vợ tôi bà ghen kiểu gì, sống bà cho người theo dõi, còn gì mặt mũi đàn ông. Đừng khen, trách, đừng la, tại ông tôi mới như vậy. Nếu thật lòng ông không cho, sợ gì tôi theo dõi ông hả em? Trời ơi, gói xuống bà coi, vợ tôi bà ghen kiểu gì, sống bà cho người theo dõi, còn gì mặt mũi đàn ông. Đừng khen, sợ gì tôi theo dõi ông hả
tôi thu thập được toàn bộ chứng cứ hình ảnh âm thanh rõ nét của ông Tông đó, thì những lời ông nói sẽ là lời biện hộ trước tòa. Còn bây giờ 6 tháng ở trong nhà không được đi đâu, nội bất xuất ngoại bất nhập, để tôi điều tra rõ ràng. Ăn ông cũng không cần phải đi đâu, có người đưa tại chỗ, tôi khoét một cái lỗ nó đưa vô. Không cái gì? Cái gì mà dữ vậy? Tội phạm quốc tế nó điều tra có 2 ngày, nếu không có tội thì thả ra rồi. Đằng này mà nhốt cục vàng đi 6 tháng. Nên ông còn nguy hiểm hơn tội phạm quốc tế. Ông là dạng tội phạm quốc lãng ở đó cho tôi. Cha cả, tất cả cũng chỉ vì tỉnh đồ. Kính thưa quý vị, chắc chắn trong chúng ta ai cũng biết về truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh của dân tộc Việt Nam ta, với những trận chiến kịch liệt từ bao đời nay giữa Sơn Thần và Thủy Thần. Và chính vì không cưới được Mỹ Nương nên Thủy Thần, tức là Thủy Tinh, đã gây nên một cuộc ngập lụt rất lớn, làm cho dân ta khổ sở vô cùng. Nhưng mà muôn đời nay Thủy Tinh không bao giờ chiến thắng được Sơn Tinh, đúng không anh Đình Toàn? Đúng vậy, nhưng vấn đề ở đây là Đình Toàn và Lê Khánh không phải kể cho quý vị nghe truyền thuyết về Sơn Tinh Thủy Tinh, mà muốn mời quý vị gặp gỡ những danh hài nổi tiếng. Họ sẽ hóa thân vào những nhân vật khác nhau và chắc chắn mang đến cho chúng ta những tràng cười thú vị. Trong tiểu phẩm hài Sơn Tinh Thủy Tinh thời hiện đại của Ác Minh, xin mời quý vị cùng xem để chúng ta thấy được rằng Thủy Tinh có cưới được Mỹ Nương không quý vị nhé. Trời ơi Mỹ Nương. Trời ơi Mỹ Nương ơi, em đưa cái tin này không thể nào mà anh chấp nhận được Mỹ Nương. Nghĩ sao khách cưới em mà xe tới 19 bánh, cái nhà tới 90 tầng, tiền bỏ trong nhà băng 9.000 cái nhà băng đầy nhóc. Trời ơi, phải trả lời mới được. Trời đất ơi, bây giờ ba lóc phải bút luôn hả trời? Bà nội là ba lóc luôn hả? Mỹ Nương ơi, tại sao em không cho anh ẹt em? Mỹ Nương! Trời ơi, lắp luôn rồi. Trời ơi, nghĩ sao? Nghĩ sao ta là Sơn Tinh, cai quản rừng núi. Bây giờ ta xuống đây ta cưới Mỹ Nương. Mà cha của Mỹ Nương thích cưới kiểu đó. Xe mà 19 bánh, nhà 90 tầng. Còn nhà băng phải bỏ trong đó, 9.000 cái nhà băng mà đầy tiền trong đó. Bán hết rừng, bán hết núi, bán hết cây cỏ, bán hết vạn vật, cũng không đủ tiền để mà thách cưới. Trời ơi, ta ước mơ cái ngày mà ta đeo được nhẫn cưới cho Mỹ Nương, sao nó xa vời quá. Dầm nhẫn cưới đó anh trao, thôi nhé từ đây cách biệt rồi. Sáng đêm cha làm tiên là đẹp, tôi xin sống vòng tay mà sống, vòng tay mà sống, vòng tay mà sống. Đây, Hù Đát. Là gì? Ai đó? Em Mỹ Nương à? Mỹ Nương đây hả? Mỹ Nương xinh đẹp của anh nè. Trời ơi, sao chat Facebook quá thì thấy Mỹ Nương mi nhôn lắm, mà ở ngoài đời sao mà Mỹ Nương tròn do giống như thịt kho hột vịt vậy. Nhìn Mỹ Nương tôi muốn bới tô cơm quốc liền quá. Trời ơi, đen của em bây giờ á là em phải tân trang cho mập mập mẫm mẻ mới dễ thương, nghe giọng biết không? Tại sao em mập uống đủ lần vậy là tại vì Trang á. Tại sao mà tại ta? Tại vì mỗi đêm em trái phải bốn cái chàng á, em phải ăn đồ nè em mới trái được. Em ăn khô bò nè, khô mực nè, khô nai nè, nách nè, đủ hơn uống ngọt á. Trời ơi, ăn kiểu, mới vui. Ăn kiểu này là lên ký. Mỹ Nương, lại đây ta nói cho em nghe. Nàng, nàng có biết là ta thương nàng không? Ta yêu nàng không? Em biết. Vậy mà tại sao ta đến ta cưới nàng? Bao nhiêu ngàn năm nay nàng vẫn thách cưới cái kiểu đó. Chàng ơi, nói chuyện với chàng nghe. Nếu như mà gà chín cựa, ngựa chín hồng mao thì con chấp nhận.
Đằng này bây giờ xe 19 bánh, còn nhà thì 900 tầng, còn nhà băng thì 900 cái mà bỏ hết tiền trong đó. Tiền ở đâu mà bỏ vô được 900 cái nhà băng đó? Mà chàng yên tâm đi, khiếp bách cho chàng một kế nhỏ nè. Cái gì nữa nghe coi? Phụ Dương thì phụ Dương thách cưới như vậy, nhưng mà chàng á, trong mấy cái đó chàng chỉ có một là cũng được rồi. Một là sao? Có nghĩa là nhà 900 tầng, chàng chỉ có một tầng là được rồi. Anh nói cho nàng nghe nha, nhà ta không có tầng nào hết á. Là thậm sao? Chí ta không có nhà luôn. Vậy chứ nhà ở đâu? Ta là sơn tinh, ta sống ở trên núi. Núi cao chót vót thì cần xây nhà chi cho nó cao. Rồi rồi chàng cưới thiếp về rồi thiếp cũng ở trên núi, ở ngoài đường ngoài trời vậy đó hả? Ở trên núi, hòa mình giữa thiên nhiên. Bây giờ ở trên núi rộn ràng lắm chứ không phải vắng que như hồi xưa đâu. Là sao? Có nhiều người họ thích cái model mà hòa với thiên nhiên. Họ lên trên họ chụp hình nu. Mỹ nương muốn nu không? Nu là cái gì? Là lã thể để chụp hình á. Á trời ơi, em không chịu, ôm chịu lã lồ đâu. Cái tướng này giống cây chả lụa quá, nu không nổi đâu. Trời ơi, mà em nói thì cái chàng á nghe. Gì? Trong truyện á hả, là sơn tinh cao ráo đẹp trai hào hoa phong nhã. Con chàng nhìn lại chàng kia. Ta chàng sao? Chàng đừng có chê thiếp. Chàng già như cái cà vậy đó. Trời ơi, ta già là có lý do. Mỹ Lương ơi, ngày xưa ta phương phí, ta đẹp. Ta đẹp như Lý Đức. Bây giờ ta héo như cái cà bị nướng bếp lửa. Lý do là ta phải canh lâm tạc phá rừng, ta phải canh sơn tạc phá núi. Có nhiều đêm không ngủ, thức trắng đêm. Rồi lúc đó phải sắp xếp cho các người ta lên chụp hình nu nữa. Nó đâu có thời gian đâu mà chăm sóc sắc đẹp. Ta già nhưng mà ta vẫn còn sức khỏe. Em nói cho chàng nghe, hồi hôm qua em rình em nghe cha em Zalo với một người nè. Zalo với ai? Thủy Tinh, muốn cầu hôn em đó. Chàng có chừng mất vợ đó. Hả? Thằng Thủy Tinh nó muốn xuống nó cưới em chứ sao? Mối thù truyền kiếp mấy ngàn năm nay rồi mà nó cũng phá đám ta. Thằng Thủy Tinh này ghê ha. Được rồi, Thủy Tinh ơi, chàng Thủy Tinh ơi. Chàng ơi, nó giàu dữ lắm chàng ơi. Giàu gì? Bây giờ nó giàu dữ lắm luôn á. Xe là siêu xe, nhà là siêu tầng. Trời, cái nồi là nấu nước cũng là siêu tóc luôn á chàng. Ta hiểu rồi, chê ta già. Sơn Tinh già, bây giờ không yêu Sơn Tinh, nó đi yêu Thủy Tinh phải không? Không có. Thằng đó có nhiều tội lắm. Nó cai quản thủy cung mà nó chuyên môn bắt cá bằng điện. Nó cào cá cũng bằng điện. Thấy không? Nó làm cho môi trường biển tan hoang là nó. Ha? Được rồi, nếu nàng nói như vậy thì kể từ bây giờ ta với Thủy Tinh sẽ thách đấu tiếp tục. Ta hỏi nàng lần cuối. Hỏi gì? Mình nhìn thẳng vào mặt ta. Em nhìn nè. Thì gương mặt ta còn có con dè chó nó làm chứng nè. Rồi sao? Nàng có yêu ta không? Em yêu chàng, em yêu lắm, em thương lắm, em nhớ lắm. Nói chung là em rất nhớ chàng, muốn nhớ, muốn yêu. Nàng yêu ta gấp 4 lần. Nếu nàng như vậy thì ta tin tưởng rồi. Bây giờ ta sẽ chia tay nàng. Hẹn gặp nàng trong vài bữa. Ta tới đây ta sẽ thách đấu với thằng Thủy Tinh để ta chiếm trọn trái tim của nàng. Ồ, còn nếu không á ha, thì mà chàng mà không thách đấu thì là mãi em theo chồng làm con dâu xứ lạ. Tình yêu bây giờ là tiệm vỡ tan hoang. Chàng ơi, nhớ cái chàng. Chàng mà không cưới em là tiệm vỡ tan hoang đó nha. Ta thấy rồi, ta thấy rồi. Nàng chờ đi. Kết quả sẽ vô cùng mỹ mãn. Đôi ta sẽ sống hạnh phúc. Ta đi nha, con gấu bông của ta. Chàng đi đâu? Nước hồng vịt lộn của ta. Chàng đi đâu? Cái ổ qua nhồi thịt của ta. Tạm biệt. Sơn Tinh. Nhớ chàng đừng đi. Khóa phải bút nữa. Hãy ẹt với ta nha. Thôi em ẹt với chàng. Sơn Tinh. Sơn Tinh. Hãy đứng ngoài chờ lệnh của ta. Con ba bảo tú từ đâu dập tới vậy trời ơi. Ôi nước cao quá. Ôi nước lũ dâng cao. Nước lũ dâng cao mang theo bao nỗi sầu đau. Lên! Lên! Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy?
Trời ơi, cái gì mà người đi đâu tới đâu là lũ lụt đó. Mà cái mặt mà vui vẻ thì biết là cái khổ như dân chúng hay không hả? Tôi đâu có cần biết, tôi cần biết là xuất hiện là nước lên là tôi vui rồi. Có nước là có tiền. Bây giờ rút nước cho tôi nhào xuống coi. Được, hãy xuống đi. Nước cạn rồi, từ từ nó mới rút được. Tại vì cống vào này hay nghẹt lắm. Rồi rồi, đâu rồi? Gì là đâu rồi? Kêu bà Mỹ Nương ra đây. Gì vậy? Mỹ Nương đang đứng trước mặt của chàng đây. Hỗn xược. Ngươi là nhũ mẫu của Mỹ Nương phải không? Trời ơi, sỉ nhục, sỉ nhục. Xúc phạm, xúc phạm. Đây nè, Mỹ Nương đây nè, bằng xương, bằng thịt đây nè, thủy tinh à. Mỹ Nương đây sao? Mỹ Nương nè. Ôi trời ơi, nó đây là ngày là em của ngày hôm qua. U na, u nần đây hả? Trời ơi, Mỹ Nương, tôi nhớ là chụp trên hình. Tôi nhớ nhon lắm mà sao giờ nó bề bộn quá vậy? Em mới đi từng trang. Mới đi từng trang. Trời ơi. Bây giờ cái model bây giờ là mẫm ma, mẫm miệng, búp bích mới dễ thương. Mẫm ma, mẫm miệng, búp bích mập mạp hả? Dễ thương hả? Vậy là hôm nay là mod đúng không? Kệ mod là được rồi. Nhưng mà quên đi. Sao vậy? Tôi nói cho mấy người nghe, mấy người không có những xính lễ mà cha tôi đặt ra đâu. Xính lễ gì? Xe 19 bánh. Trời. Nhà 900 tầng. Trời. Tiền phải gửi đủ 9 nhà băng. Có hôn. Chuyện nhỏ đối với ta. Chuyện nhỏ. Không nghe ông bà xưa người ta có câu sao? Câu gì? Mò kim đáy biển. Không có dính líu gì vụ giàu nghèo. Trời. Kim là vàng. Ở dưới biển vàng nhiều lắm. Bóc một cái là có một cục. Bóc một cái là có một cục. Mà ta nói cho chàng nghe là ta không có yêu chàng đâu. Ta đã có người yêu rồi. Người yêu của nàng là ai? Ta không nói đâu. À, thì ra là chàng Thủy Tinh với Hôn Hoàng Chi đứng kế bên chàng. Hồi tành cá muốn chết luôn hả? Trời ơi, cái mùi này mà nàng kêu hôi hả? Cái mùi này là quyến rũ nhất ở dưới đại dương đó. Đây nè, ta có món quà tặng cho nàng đây. Cái gì? Dầu thơm nhỉ. Hả? Xức đi, cái này thơm lắm á. Trời ơi. Trời ơi, ta đi thì ta phải xức dầu thơm cho thơm mà. Xức nước mắm nhỉ đó hả? Trời ơi, ta xức cái này, tao nói mà tôm cá nó buông cho ta quá trời luôn đó. Trời ơi. Thôi rồi, nàng chê, tao đưa cho nàng cái này. Cái gì? Lăng nách nhỉ. Cái này hay lắm mà, tu mà bao lần. Mỗi lần mà ta đi tiệc, ta đi tiệc tùng hợp hành vậy đó, ta lấy ta lăn vô mấy thờ, ta nó đi tới đâu á, người ta thương không là trời ơi, dồn dập, chấm mập hàng quá đi à. Trời ơi, chứ không có nhận đâu. Giờ nàng muốn cái gì? Chứ là tôi không có nhận đâu nè, tôi nói tôi rồi. Người yêu của nàng là ai, nàng nói đi. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm, rất quen. Ê, xe này nó lâu quá không gặp, xe dòm vậy thấy ghê vậy nè. Trời ơi, dạo này ở dưới biển ô nhiễm quá. Người thì quăng đồ ăn xuống, người thì quăng cái này quăng cái kia xuống là chịu không nổi. Nó dính vô người ta tắm hoài không sạch luôn á. Đó hả? Bởi vì nó mới ra cái hình hài như vậy nè. Ê, vụ gì? Nói nghe nè. Vụ gì? Hôm kia. Sao? Tao thấy Thủy Tinh nè, chơi bầu cua cá cọp đúng không? Có chơi chút chút à. Nè, chàng có biết là phụ vua ta rất ghét cờ bạc không? Nếu mà chàng thua rồi, chàng đem cái lông sàng của chàng bán rồi sao? Giờ ta chẳng còn chi, mai trắng tay mà thôi. Đời bạc giang lắm phú phàng, tình khó kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi. Ủa mà trôi đâu rồi? À, Mỹ Nương ơi! Mỹ Nương! À, Mỹ Nương đang đi trên con đường này phải không? Mỹ Nương, nàng ở đâu? Cô đi bình thường để cho nó khỏe. Ai? Ai? Ai đã nấu lẩu mắm ở trong triều đình của ta? Ai? Ngươi là ai? Mỹ Nương đâu? Ô, thì ra ngươi là Kiếm Mạng Sầu phải không? Mà sầu gì? Sao thấy dòng giống quá hà? Ta là Thủy Tinh nè con. À ha, Thủy Tinh à. À, ta biết ngươi là ai rồi. Ai? Ngươi có phải là anh hùng đả hổ
Gì? Võ Tòng phải không? Võ Tòng bà nội tôi với Võ Tòng. Này này, cha của Mỹ Nương. Cha của Mỹ Nương à? Đúng. Xạo. Ê, hổng láo nha, hổng láo nha. Mỹ Tinh, tại sao ngươi là vua biển mà không ở dưới biển mà ngươi trồi lên đây làm cái gì? Tàu vô dưới biển tôi nói rồi, ô nhiễm dữ quá chịu không có được. Tôi lên đây tôi chiếm đất, tôi cất biệt thự, tôi ở nó khỏe hơn. Đừng giỡn nha, đừng giỡn nha. Trên đây đất mắc lắm nha. Ở gian gian cũng phải mười mấy triệu một mét vuông nha. Chuyện nhỏ, ta tiền bạc dữ lắm. À, nói vậy thì ngươi đến đây để cầu hôn con gái ta đúng không? Chứ còn gì nữa. Tốt, tốt lắm. Nếu mà ngươi thắng được Sơn Tinh, khỏi cần mua đất. Ở đây cứ ở thoải mái. Còn nếu không thắng được Sơn Tinh thì ngươi xuống dưới đất đen mà ở. Ai, cái gì vậy? Cái vàng cái ngọc của cha mà. Đúng rồi, cái vàng cái ngọc của cha. Cha không miếng coi nè. Cho nói một cái. Đúng là hai cha con rồi. Nhìn cái mặt y chang nhau à. Cha con sao không giống được. Thằng này hỏi lẳng nhắc à. Ờ, bây giờ sao? Giờ cho tôi lấy Mỹ Nương nha. Được. Ngươi phải thắng được Sơn Tinh. Mỹ Nương. Cha. Bây giờ cha sẽ ra lệnh. Cha. Sơn Tinh chưa có đầy sao thê cha. Thì hẹn đúng 6 giờ sáng mai Mỹ Tinh với Sơn Tinh gặp nhau tại đây. Sẽ thi thố tài năng idol với nhau. Đó. Sơn Tinh ơi nghe chưa, 6 giờ sáng mai đó Sơn Tinh. Sơn Tinh ơi chàng ở đâu vậy, 6 giờ sáng mai là thi rồi đó Sơn Tinh ơi. Sơn Tinh Mỹ à Nương. Sơn Tinh khỏi cần 6 giờ sáng mai. Sơn Tinh đã có mặt. Xin kính chào đức vua. Xin kính chào. Thằng này là thằng nào? Trời ơi, giỡn với ta. Ta chính là Thủy Tinh đây. Nhớ rồi. Bây giờ ngươi với ta tính thách đố để cưới Mỹ Nương phải không? Đúng. Cuộc tỷ thí này ta không nhịn ngươi đâu. Thi cái gì ta cũng chấp nhận. Nhưng trừ cuộc thi sắc đẹp. Tại sao? Bởi vì ta lo không nổi. Thôi được rồi. Thì sẵn có Mạc Sơn Tinh và Thủy Tinh ở đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc thi nha Mỹ Nương. Dạ đi cha. Khoan đã. Khoan cái gì? Ta yêu cầu cuộc thi này phải thật là công bằng. Mà theo ta thấy thì Mỹ Nương có vẻ thích Sơn Tinh. Ông cũng vậy, cũng chiếu cố cho Sơn Tinh. Ta nghĩ là Sơn Tinh đã lo lót cho cuộc thi này rồi. Thằng này đi thi mà lo. Ê, ta nói cho Thủy Tinh biết nha. Ý người nói đức vua ăn hối lộ hả? Hổn lắm. Ta nói như vậy. Nghĩ ta ăn hối lộ à? Dạ thì không. Đoán vậy. Ta rất là phân minh. Bây giờ bắt đầu vào cuộc thi. Thì cái gì trước? Đức vua nói đi. À, phần thi thứ nhất, ý con sao hả Mỹ Nương? Con ơi, con thích số 9 lắm đó chà. Đó, bây giờ con ta thích số 9, phải không? Bây giờ hai người hãy làm những bài thơ nào có số 9. Là ai mà có số 9 nhiều người đó thắng. À, thơ có số 9 hả? À. Xin mời Đức vua và Mỹ Nương vào trong. Nhưng mà bây giờ ai thi trước đây nè? Ai thi trước? Ai thi trước? Ta. 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 Tao. Tao nha mày. Tao luôn hả mày? Tao thi trước. Tao nè. Thi trước nè. Tao thi trước. Không. Nè. Tao thi. Mày lại. Bây giờ mà không có văn hóa gì hết trơn à. Đúng. Hai thằng này không có văn hóa. Bây giờ tao ra. Không. Tao xin lỗi con. Phụ Dương còn lỡ mồm lỡ miệng cho tôi. Đi liệu mà. Dạ. Bây giờ ta cho hai đứa này nè, phải bất tử. Trời ơi, nó bất dạ dễ sợ luôn. Nó trừ em 10 nửa điểm đi. Bây giờ nè, ông bà Nhất, quánh tù tì. Ha, quánh tù tì nha. Quánh tù tì là gì? Đúng rồi. Quánh tù tì đó. À, cái này là xỉm tù sầm mà ơi. Hai, ba. Quánh tù tì ra cái gì, ra cái này. Á, quê. Quánh tù tì ra cái gì, ra cái này. Hai bên người ta thi, người ta hãy quảnh tụ tì, con đâu có thi đâu. Con quên. Mà tự làm luôn à. Được chưa? Bắt đầu, hai bên quảnh tụ tì. Một, hai, ba. Hey, hey, hey. Con quên quá vậy? Thôi bây giờ ra quyết định vậy đi. Mày ra cái kéo, bên đây ra cái bao. Rồi bắt đầu, một, hai, ba. Hey. Bên đây thắng, làm thơ trước. Cha, con cái gì vậy?
vậy dạ? Ra vậy cho nó lẹ con. Rồi vậy thuê trước đi. Làm thơ con số 9 bắt đầu. Được. Nhìn em giống trái chín. Anh chỉ muốn ăn kính. Cái gì? Hay ăn kính là ăn gì mày? Ăn kính là tao ăn không có hở, tao về tao trùm mền lại tao ăn. Thơ tục tiểu. Đúng rồi. Tục tiểu gì? Tới phiên sân tích. Thơ không có ý. Bây giờ tới sân tích chàng. Cố lên. Nghe, nghe tao làm thơ đi nè. Mày làm đi. Hôm nay là ngày mùng 9. À, mà sẽ 9 vậy? Ngày mai là ngày mùng 9 cộng 1. À, là mùng 10. Ngày mốt là ngày mùng 9 cộng 2. Wow. Ngày kia là ngày mùng 9 cộng 3. Wow. Chân trắng rồi. Thơ của hai ngươi ai cũng có số 9. Nhưng mà Sơn Tinh là người có nhiều số 9 hơn. Sơn Tinh thắng. Kỳ vậy? Không, ta đi xe cũng lấy bản số 9 đúng luôn đó cho cha người kia. Thằng này có lo chắc luôn rồi. Ê, mày nói ông vua ăn hổ lộ hả mày? Quay. Tôi có nói nhiều nữa bây giờ. Bây giờ phần thi rồi. Thứ hai đi. Là phần thi ca nhạc chế. Nếu ai ca nhạc chế hay thì người đó sẽ thắng. Đúng rồi. Được chưa? Ca nhạc chế. Bây giờ ai thi trước thưa Đức Vua? À, hồi nãy ta trước rồi bây giờ cho Sơn Tinh trước đi. Sơn Tinh. Sơn Tinh chạy. Rồi, muốn ta thi trước, ta thi trước cho các người kìa. Hát đi. Ca phải không? Đúng. Ta sống trên núi, ta phải ca bài ở trên núi. Đúng rồi. Nghe nè. Buổi sáng nương đi làm rẫy, thầy bông cây cờ bông gà che ngược em về nhớ anh không ngủ. Con lừa bập bùng trên cao nguyên ha ha ha, con lừa bập bùng trái ô ô ha, con lừa bập bùng che. Cao nguyên. Con lừa bập bùng trên cao nguyên. Ha ha ha. Con lừa bập bùng cha. Cháy rừng. Cháy rừng. Là làng đó là cái bài hát cháy rừng á. Hay quá. Tới đó là đủ rồi. Bây giờ tới phiên Thủy Tinh. Hay quá. Một cái bài hát ba lát ba xàm như vậy mà cũng được khen. Ta không phục. Hãy xem ta đây. Dạ, ngươi hát đi. Thì nhạc chế là mình phải tự sáng tác. Lấy nhạc người ta chế là đạo nhạc. Xin gửi đến quý vị ban giám khảo Mỹ Nương và cái thằng Sơn Tinh một bài hát cho tôi tự chế. Bài hát xin được phép bắt đầu. Mưa lớn quá trời lớn, nước dâng lên rồi, sét đánh quá trời, người ra ra đường không mặc áo mưa thì sẽ ướt. Hết chưa? Hay! Giỏi! Đức Vua có biết không, khi con táp cái bài hát lên Facebook thì cái bài hát của con là thảm họa âm nhạc. Đúng! Vậy mà cả 100,000 người vô người ta bấm like cho con. Hay lắm, hay lắm! Đã hát nhạc chế thì phải hát như vậy đó. Chế vậy mới là chế. Giống như lệ rơi, đây là hot mà. Hot. Được rồi. Thời buổi này là phải hát như vậy mới được mau nổi tiếng, hiểu không con? Vậy là một điều hả cha? Một điều, Thủy Tinh thắng. Yeah. Bây giờ tới phần thi cuối cùng. Thi cái gì? Là cái phần thi ai làm ra nhiều thì thắng. Hả? Chà, mà nhiều cái gì chứ không có nói rõ ràng sao người ta biết ta thi? À, con hiểu rồi. Sao? À, lấy cái tên mình thi đi cha. Thí dụ như là Thủy Tinh là thủy là nước phải không? Thì làm sao thủy là làm sao có nước nhiều là thắng đúng không? Còn Sơn Tinh nè, sơn là núi, núi là đất, làm sao có đất nhiều là thắng đúng không? Rồi. Đi đi hay đi. Rồi chưa? Được, Sơn Tinh, ngươi sẽ chết với ta thôi. Thủy Tinh, ta sẽ cho ngươi ngộp thở. Thằng khùng, nước dâng lên mày mới ngợp đó con. Nói hoài. Và phần thi thứ ba bắt đầu. Kiều Cường đâu? Kiều Cường đâu? Hãy tới con đường làm đạo quên đất, nhắm lên ta.
Hỡi dân chúng, hỡi thủy lợi, hỡi những người đào đường, tất cả tập trung lại, ngay rảnh thông tâm, đưa nước ra biển. Nước chân lên mực sâu lam. Leo lên, leo lên. Con tâm dân lên, con mực thứ sao. Nước chân lên mực số 7. Núi dâng lên bậc thứ 8. Nước chân lên bậc thứ 10. Núi dâng lên bậc thứ 11. Trời ơi, con ngồi trên đỉnh trời luôn á. Trời ơi, ngập lụt quá trời. Nếu mà kêu ngươi, ngươi mà kêu nước dâng lên thì tới trời luôn. Trời ơi, lụt lụt luôn. Ai mà sống nổi đây? Chết rồi. Đang thi mà kêu ngưng là bất cứ. Ngưng lại đi, chỉ tên. Ngưng lại. Bình tôm tôi cá. Hút nước tụi bay. Hút nước vô. Khoan, để xem nước rút. Nước rút rồi kìa con. Xuống cha ơi. À, xuống, xuống, xuống. Xuống đi. Vũ quần cho khô đi mẹ nương. Vũ quần cho khô đi. Nước không à. Thôi được rồi. Cha ơi, vậy rồi sao? Ta nói cho Sơn Tinh và Thủy Tinh nghe. Năm nào cũng vậy hết á. Mỗi lần mà nước chân thì lại đắp đê. Nước chân thì lại đắp đê. Như vậy thì cũng như không. Thôi bây giờ ta tuyên bố Sơn Tinh và Thủy Tinh quê với nhau. Yeah. Quê là sao? Quê là sao? Đang thi phải có thắng có thua, tự nhiên quê là sao? Đúng. Thắng là một là thắng, hai là thua. Không có chuyện quê ở đây. Cha ơi, hai người bằng điểm. Vậy con sao? Con lấy ai? Không lẽ con lấy hai chồng sao cha? Con không thể nào lấy hai chồng được. Bây giờ hai người đã quê với nhau. Và ta tuyên bố 100 năm sau, hai người sẽ tiếp tục thi đấu. Trời ơi, vậy con tiếp tục làm cái ế. Nó sao trời có hổng dèo quá, hổng dèo quá. Vậy là cuối cùng họ vẫn tiếp tục nghênh chiến với nhau. Dạ. Và không ai cưới được mỹ nương hết. Dạ, nhưng mà không sao, Dư Hùng đã kỳ hẹn 100 năm sau để họ trổ tài lần nữa rồi. 100 năm sau? Dạ. Nhưng mà anh không biết liệu 100 năm sau thì mỹ nương có cưới được chồng không? Sao vậy anh? Trời, lúc đó em nghĩ coi mỹ nương đã trở thành 118 tuổi rồi. Có sao đâu, thì lúc đó Sơn Tinh Thủy Tinh cũng thành hai ông lão 120 mấy tuổi rồi. Vậy ông bà mình gọi là xứng đôi vừa lứa ha. Dạ đúng. Thôi rồi, chúng ta chúc cho mỹ nương trong tiểu phẩm Sơn Tinh Thủy Tinh thời hiện đại sẽ cưới được ý trung nhân như ý của mình. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ quan tâm nhiều hơn nữa chương trình Danh Hài Đất Việt của chúng tôi quý vị nhé. Bởi vì nụ cười không làm chúng ta hao mòn tâm trí, mà trái lại giúp chúng ta có thêm hưng phấn để làm tốt công việc quý vị nhé. Còn bây giờ thì Lê Khánh và Đình Toàn xin được chào tạm biệt quý vị. Quý vị trong chương trình Danh Hài Đất Việt. Anh Toàn ơi, nếu như mà tả một người kiêu căng ngạo mạn, xem thường tất cả mọi người, thì chỉ có một từ để tả người đó, thì anh dùng từ gì để tả chính xác nè? À, một từ thôi phải không? Dạ. Thì anh sẽ chọn từ kiêu. Kiêu gì? Kiêu ngạo. Kiêu ngạo là hai từ rồi anh. À hả? À, vậy thì từ ngạo. Ngạo là gì? Kiêu ngạo. Trời ơi, cũng hai từ ghép lại mới có nghĩa mà. Rồi vậy thì ngạo mạn. Cũng hai từ, em nói là một từ thôi mà chỉ rất chính xác cái người không xem ai ra gì. Rồi, thua. Không có phải, từ thua không phải chỉ cái người đó. Anh không có nói từ thua, ý là anh thua đó, anh chịu thua đó. À, anh chịu thua em á hả? Nếu anh chịu thua em thì anh phải nói là: dạ thưa cô gái xinh đẹp, anh xin tự nguyện chịu thua em đó cô gái xinh đẹp à. Trời ơi, chảnh thế ớn à. Đúng rồi, đúng cái từ đó rồi. Cái gì vậy? Chảnh, chảnh. À, từ chảnh như con cá cảnh á phải không? Ủa,
Nhưng mà cái gì vậy? Mới đầu chương trình là chỉ lôi ra chảnh chẹ vậy đây? Là bởi vì em muốn giới thiệu đến khán giả cũng như đến anh Đình Toàn một nhạc phẩm của chương trình. Đó là nhạc phẩm Chảnh qua tiếng hát của nam ca sĩ Đoan Nguyễn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Khúc có cái tên rất lạ và cũng rất sôi động nữa. Chảnh, nhất định là anh Toàn sẽ học bài này mới được. Để làm gì? Để anh chảnh à? À, lâu lâu chảnh chơi vậy đó. Không, ý Khánh nói là học bài này để biết mà né, đừng có chảnh nữa đúng không anh? Còn bây giờ, sau những cái giai điệu âm nhạc vui nhộn sôi động thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với phần hài kịch. Và thưa quý vị, tình cảm gia đình, đặc biệt là tình mẹ, luôn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Dạ đúng rồi thưa quý vị, lòng mẹ thương con vô bờ bến, cho dù con cái có đối xử với cha mẹ như thế nào thì cha mẹ vẫn luôn yêu thương con mình quý vị ơi. Vậy đó, nhưng có rất nhiều những người con bất hiếu đã làm cho cha mẹ buồn và đó là điều không nên chút nào. Dạ đúng rồi thưa quý vị, cha mẹ sinh con trời sinh tính và cha mẹ nào cũng mong muốn con mình hiếu thảo. Chính vì vậy chúng ta đừng bao giờ bất hiếu với cha mẹ của mình quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với một tiểu phẩm hài của tác giả Nguyễn Bảo Ngọc, tiểu phẩm mang tên Tình Mẹ. Với sự tham gia của rất nhiều diễn viên nổi tiếng, hài kịch này sẽ mang đến cho quý vị những giây phút thật sâu lắng để xem rằng tình cảm của mẹ đối với con của mình như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm. Ồ, đúng căn nhà này rồi. Đúng như miêu tả, có quán cà phê sinh tố nước ngọt. Con hẻm này
con hẻm kia mấy cây cây. Ồ, vậy là môi trường sinh thái ở đây quá đẹp. Căn nhà này rất tiện nghi, rất ngon lành. À. Anh ơi, trời, như tôi như vô hình vậy trời. Anh ơi. Tôi đây. Anh thấy em không? Thấy. Trời ơi, anh thấy em mừng quá. Từ nãy giờ em tưởng đâu em vô hình, anh không thấy em chứ. Ý cô nói cô là ma đó hả? Không, em là người. À. Anh đi đâu đây? Tôi đi coi nhà, tôi mua căn nhà này nè. Có nhà? Ừ. Trời ơi, đúng quá. Ngồi anh. Cho tôi gặp chủ đi. Dạ, em chủ nè anh. Ủa, chủ đây hả? Dạ, anh ngồi đi. Em lấy nước, anh uống gì? Đó. À, cho tôi ly chanh muối đi. À, không có anh, cái đó em không có. Nước dừa? Dạ, không có anh. Trà đá? Dạ, đây em cũng không bán nước trà. Vậy chứ cô bán gì? À, cô đừng có nói là cô lợi dụng, cô kinh doanh cái này rồi cô bán. Ê, bà. Em bán nước ngọt. Nước ngọt phải không? Còn nước ngọt không? Uống nước ngọt mà em nha. Rồi, cho ly hàng lon nước ngọt cũng được. Cô bán đây lâu chưa? Dạ. Bán lâu rồi phải không? Dạ, bán lâu rồi. Ừ, cái nhà này tôi cũng rất là thích. Nói thiệt với cô là tôi tính mua nhà này nè. Tôi cho mấy đứa nhỏ con tôi nó lên đây nó ở, đây nó học. Dạ. Ở dưới xa xôi quá. Dạ. Anh biết không, cái nhà này nó đẹp lắm anh ơi. Anh nhìn bề ngoài nhà nó vậy nha, ở trong hả nội thất nó là bá cháy luôn. Bá cháy? Bá cháy, bề ngang 5 mét, bề dài 10 mét nha. Ở trong nó là 6 cái phòng ngủ, 12 cái toilet. Ủa sao ăn ngủ ít mà đi toilet nhiều vậy? Không, tại vì biết là em bán cà phê mà trước này nè anh. Cho nên là xây toilet nhiều ở trong để có gì mình đi toilet luôn mà. Cho khách đi luôn. Vậy là cho thuê đúng không? Dạ, cho thuê toilet luôn. Tôi dạ. Rồi. Cái căn nhà này á, thật sự ra coi. Một cái tầng trệt. Dạ. Một lầu. Rồi có trên có sân thượng nữa. Dạ, đúng thôi, rồi. Ba anh em nó ở vậy là tôi thấy yên tâm rồi. Dạ. Một cái khu phố này có cây xanh, cũng mát mẻ như vậy là quá tuyệt rồi. Quá tuyệt vời, ở đây là cái không khí nó trong lành dữ lắm luôn á. À, bây giờ cô là chủ nhà thì cô cho tôi vô xem nhà được không? Ai? Cô. Chủ gì? Chủ nhà. Dạ không phải anh. Chứ cô chủ gì? Em chủ cà phê. Ôi, sao cô nói ngộ hả? Tôi cần gặp chủ nhà để tôi vô tôi xem nhà. Không, mà chủ nhà đi rồi, em chủ quán cà phê. Chủ quán cà phê thì mà dính dáng cái gì tới đây, tôi muốn xem nhà mà. À, muốn coi nhà để mua đúng không? Ừ. Bán rồi. Trời. Bán rồi hả? Bán rồi. Người ta đặt cọc rồi hả? Mới nãy nửa tiếng là đặt cọc luôn rồi đó. Thôi tiếc quá. Tiếc quá. Thôi tôi xin phép tôi đi về. Anh. Hả? Về hả? Ừ. Trả tiền anh. Tiền gì? Nước. Chai này tôi chưa uống, ly nước vẫn còn y nguyên. Nhưng mà anh kêu ra rồi nè, thì giờ tôi khui ra cho anh uống thôi. Trời ơi, đừng có khui đi. Trời ơi, ép uống. Uống mềm cái anh. Dạ rồi, 10 ngàn anh ơi. 10 ngàn? Dạ, chai này 10 ngàn. Thôi được rồi, thôi rồi. Tiền em tiếp nữa 3 ngàn. Tiền thông tin 2 ngàn nữa là 15 ngàn anh. Ủa, thông tin gì? Thông tin nãy giờ em trao đổi với anh về căn nhà này nè. Mà người ta bán rồi tôi đâu có cần thông tin đó, tự nhiên cô trao đổi là sao? Thôi anh đừng hỏi lần nữa thiệt, em khổ tâm lắm á. Anh hỏi cái em trả lời hoài, giờ có 5 ngàn anh bo em luôn cho rồi đi. Bo cô á, để không bao giờ gặp mặt cô nữa. Dạ. Tôi về. Cảm ơn anh. Tuyệt thiệt, căn nhà thiệt ngon. Anh nghe. Kêu đợi thối tiền phải không? Có. Uống mềm hết đi chứ để bỏ uống chó nó uống vậy à. Trời đất ơi. Ê, anh nói đàng hoàng tử tế nha. Thôi 5 ngàn. Không có, em sợ bỏ tội. Em bỏ tội uống hết đi rồi thôi ngồi xuống đây em nói chuyện cho nghe. Chuyện gì? Thấy anh nó cũng thiệt thà, mua nhà cho con đi học đúng không? Đúng. Ngồi xuống đi tôi kể chuyện cho nghe ông ư. Thiệt, ngồi xuống đi. Không lấy tiền nó đâu, yên tâm. Nè, đó uống đi. Ngồi xuống. Thiệt, cứ ngồi gì mà xa cách vậy. Cái căn nhà này nè của bà Tám. Tôi quen bà, tôi mướn nhà bà lâu lắm rồi. Bà có hai đứa con quỷ quyệt. Quỷ cho mấy người. Sống cả ngàn năm rồi mà không bao giờ về thăm má nó trơn trời á. Lấy hai cây nhang cắm vô trong đây là tôi lại bà luôn. Sao vậy? Con người với đâu quỷ đâu mà sống cả ngàn năm. Tôi nói thật sự vậy thôi, ý tôi nói là hai đứa mà nó bất hiếu á, hiểu không? Không bao giờ về thăm má nó trơn trời á. Bây giờ á, canh má nó bán nhà nè, nó bay về rồi chia gia tài, nó đòi lấy hết tiền của má nó. Bây giờ má nằm bán căn nhà này ra thế nào cũng banh chành hết. Ông hiểu không? Cho nên tôi không muốn cho bà bán. Thì bán rồi, bà bán cho người ta đặt cọc rồi. Chưa. Làm sao?
chưa có bán, tôi xạo á, chưa có bán. Trời ơi má ơi. Hả? Hèn chi má mập không nổi á. Có liên quan gì? Má hóng chuyện người ta, má nói nhiều quá, cái hơi má ra nó không còn trụ được trong cơ thể cho nên má mập không nổi. Vô duyên. Tôi lo là lo cho bạn tôi thôi chứ bộ cái bà đó bà tội nghiệp lắm, hiểu không? Vậy là cô nói là chưa bán nhà phải không? Chưa có bán. Bây giờ tôi muốn vô tôi xem căn nhà này được không? Không. Sao không được? Chìa khóa bà cầm đi rồi. Tức quá. Biết làm sao mà bây giờ để em. Mà muốn coi không? Muốn. Đi vô phòng với tôi. Hả? Gì? Đừng giỡn mặt nha. Giỡn mặt gì? Tôi có hai ba đứa con rồi nha. Thì sao? Tôi có gia đình rồi nha. Cô rủ tôi vô phòng á. Vậy là rõ ràng cô lợi dụng cái quán cà phê này cô làm. Đó đi ba. Rủ vô trong phòng là đi vô trong cái căn phòng trong cái nhà nè tham quan. Bà cầm chìa khóa chính đi rồi nhưng mà tôi có chìa khóa phụ. Ủa nhà của người ta mà cô có chìa khóa phụ là sao? Thì bà giao tôi, tại nhiều khi khách đi toilet đó thì giờ đâu có chỗ đâu đi, phải đi toilet trong này đi nhờ. Rồi đi thì đi, đi. Nhưng mà nè nè, tôi chỉ đi nè. Chìa khóa phụ á, mình phải đu từ trên sân thượng mình đu xuống. Rồi, đi khỏi cần chìa khóa, đu đường dây điện này xuống được rồi cần chìa khóa. Không có, tại vì mình đi toilet nhờ, mình đi cửa chính đâu được anh. Mình đi, anh thấy cái cây này không? Thấy. Cây này nè. Rồi. Thấy rồi đúng không? Ừ. Đừng nhìn tới nó, bỏ nó qua bên. Cây sát nhà này nè. Rồi sao? Anh thấy chưa? Thấy. Cũng đừng nhìn tới nó, mình tập trung vào cái nhánh bên này nè anh. Trời đất ơi. Mình phải đu lên cái cây này. Mình leo lên trên. Mình lòn qua bên cái nhà kế bên. Xong mình leo ngược lên trên đó, sân thượng đó anh thấy không? Thấy. Đó, đó có cái cửa, tôi có chìa khóa, mình đi vô. Cuộc đời tôi chưa có bao giờ tôi đi xem nhà mà giống như ăn trộm. Thôi có được căn nhà cho mấy đứa nhỏ ở là được rồi. Đi. Đi. Trời ơi. Ơi còn cửa hàng này ai coi? Sao đâu bác ơi, là bọn mày lấy đâu yên tâm. Trời ơi, hèn chi chắc tôi là người khách độc nhất vô nhà yêu quá. Đây nè, đây nè. Lòn qua đây hả? Ừ, lòn qua cái cây này nè. Ừ. Phải không đây? Cái này phải nhà mình đúng không nè? Ê! Nhà mình với nhà nào? Hỏi gì kỳ vậy mày? Sao nhìn lạ quá vậy? Ủa? Trời ơi! Đừng để chứ nhà bán là chưa bán được rồi. Khóa cửa bỏ nhà đi đâu hết trơn vậy? Bạn đây có khách hả? Bạn này có khách rồi bà ngồi đó, ngồi bắt bà tính tiền giờ á. Cô ta sớm vắng vẻ dữ trời. Quán ế dữ trời. Không có ai ra tiếp chuyện hết nè. Bà cầm gì vậy? Hồ sơ. Hồ sơ gì? Thì kệ tao, mày hỏi chi vậy? Ba này kỳ cục không? Chị em tao quan tâm rồi là cũng chửi nữa. Chứ bà cầm gì vậy? Hồ sơ. Chi vậy? Kệ tôi, hỏi chi vậy? Bây giờ má đâu? Ủa làm như là tôi với má sát cánh bên nhau hả? Bởi vậy thiệt, cái tao nói đẻ con trai chi bất hiếu. Bất hiếu gì? Tao nói thiệt mày, tao mày chị em sinh đôi mà chưa bao giờ tao thấy mày giống tao trơn. Bà, cái con người của bà nói ra câu đó, bà mới là cái người mà vô nhân đạo. Làm gì vô nhân đạo? Bà rũ bỏ quá khứ của bà. Rũ bỏ nào? Tôi với bà chị em sinh đôi là cái mặt của bà ngày xưa là mặt tôi nè. Nè, hai cái mặt giống nhau y chang nè. Bà đi cắt, đi gọt, đi sửa, đi chích rồi đó. Bây giờ cái mặt của bà nó khác tôi hoàn toàn. Ngày xưa bà giống như tấm gương phản chiếu của tôi á. Mỗi lần tôi nhìn vô mặt bà là tôi nhớ tới mặt tôi. Còn bây giờ tôi nhìn vô mặt bà tôi thấy nó nguyên một cục cứng đơ. Kệ tao mày. Bà cười được không? Được. Tao cười coi. Trời ơi, cái đó gọi là cười đó hả? Cười mà cười thủ công vậy hả? Bà cười lớn lên coi. Bà cười thấy răng á hả? Ừ. Lớn nữa. Trời ơi, cười mà cũng phải xây dàn giáo nó nịch cái mặt lại mới cười được. Chứ sao mày? Cười mới giữ lại nhăn rồi sao? Mất công đi thẩm mỹ nữa. Mày á, nó nói thiệt. Đổ lên mà nói hồi cái cà mà nó rớt xuống bây giờ á. Thảm trạng mặt mày giờ chuẹo quá mày. Bẹo gì? Sửa gì sửa cho cố à. Cái thời gian đi sửa sắc đẹp tao về đó là phụng dưỡng má đi. Kệ tao mày. Coi lại mày kìa. Gì? Nhìn từ đầu tới chân kìa. Chân gì? Chị em sanh đôi tao nói thiệt, cái ra đường mà nói chị em sanh đôi mang nhục. Nhục gì? Nghĩ sao ăn mặc không có cái gì dính với cái gì hết chị cha. Ê, ê. Rồi mày trồng cái chổi lam nhẹ trên đầu mày cái gì vậy? Tóc. Cái này là mốt nha. Mốt gì lạ vậy?
Bây giờ ra đường bà chỉ cần ăn bận làm sao để người ta phải nhìn bà. Tôi bận như vậy nè, tôi đi với bà thấy người ta nhìn tôi có thèm nhìn bà không? Tại mày quái đản quá mà. Kệ quái đản quái gì cũng được, miễn sao lạ là được à. Giờ tôi thích chơi gì lạ lạ đó. Đừng đánh trống lảng cái chuyện bà bỏ nhà bà đi. Tại sao bà con gái mà không giờ phụng dưỡng má? Ủa chứ mày con trai là sao mày không phụng dưỡng má, bắt tao phải phụng dưỡng? Tôi bận đi làm, còn bà sao bà không chịu về? Tao còn phải chồng con tao trên kia nữa nha. Chồng con bà trên kia ai đẻ bà ra, cuối cùng bà nuôi chồng bà vậy hả? Ờ thì má đẻ. Má đẻ tại sao bây giờ bà nuôi chồng bà? Thì đó chuyện riêng của tao, mệt quá. Tao kể tao đi. Nói chuyện là biết bất hiếu rồi. Bà quán xá đâu nước ngồi đâu, không thấy ai bưng nước thì uống gì chạy. Chủ quán ơi. Chủ quán à, ngồi đi. Lấy cho hai đứa ngồi đi. Ủa nước ngọt đi, nước ngọt luôn đi. Thắm ơi, Thắm à, trời ơi buôn bán bỏ đây nè. Hai đứa uống gì? Nước uống ngọt. Gì tự lấy đi chị. Nè cái ly bên này của người ta nha, mời của tôi nha. Ờ uống nước ngọt hả? Nước ngọt á. Ê đi, hình như là má nè, hình như là má nè. Chị hai mất dạy. Ủa, vậy má mày, mày hình như trời đất ơi chị mẹ. Ủa con lộn má ha. Trời ơi không? Thằng Hiếu con Thảo đây nè. Trời ơi má nhớ tụi con quá trời quá đất. Má ơi cái sao gì? Cấp lại mập dữ vậy? Ờ đúng rồi. Ờ biết sao lớn tuổi mà má làm dữ lắm á, mà sao má mập là má mập ha. Trời ơi mập cái này chắc tiểu đường rồi nè đúng không? Chắc không rồi nè. Trời ơi trời má hả mày? Thấy thương quá nè, sao tụi con lâu quá không vậy? Thôi má nhớ tụi con quá vậy em mới được. Dạ con bận bịu nhiều chuyện lắm, má ngồi đi má. Ừ má ngồi. Rồi bữa bà nay bận bịu lắm má ơi, bà lo cho chồng bà rồi giờ lo cho bà chị chồng, nghe nói nuôi luôn bà má chồng rồi, bà bận dữ lắm. Ủa con có chồng ai mượn nào vậy nè? Hả con có chồng nào sao má không biết? Dạ nói là ngay tại con chưa có cưới mà tại vì ăn cơm trước kẽn á cho nên giờ phải sống chung luôn á má. Qua mặt người lớn á má, qua mặt người lớn là mất dạy đó. Thiệt tình em bay gặp nhau mới cười hoài à. Sao lâu quá làm ăn đi làm cũng phải nhín chút thì giờ về thăm má con. Má nhớ tụi con quá. Dạ tụi con cũng nhớ má lắm, muốn về thăm má lắm nhưng mà tại vì dạo này vàng nó lên giá cho nên con mới về được. Vàng lên giá ảnh hưởng gì sao không về thăm má? Dạ anh dồn tiền mua vàng hết, lấy tiền đâu đi về xe. Con nhỏ này lúc nào nó cũng giỡn hết trơn à. Bà nói thiệt chứ giỡn gì. Có nhiêu tiền lo mua vàng thủ không à. Còn cái chữ hiếu với má là bỏ luôn. Còn con là con thực sự là con rất là nhớ má, rất là thương má. Nhưng mà con thiệt con không có nhín được một miếng thời gian nào luôn á má. Sao vậy bận lắm hả con? Con bận lắm má ơi, con đi buôn hàng ở nước ngoài. Dạ ba cái giải dụng rồi áo quần rồi đó con lấy về đây con bán lại. Vậy đó không hả? Có thời gian luôn. Mà tự nhiên hôm nay trời xuống đất khiến sao má. Sao? Tự nhiên nghe tin má bán nhà thì cái thời gian nó nhín ra được liền má. Mai này liền. Trời xuống đất khiến nó trùng hợp hay sao má ơi? Thì ra mấy người á đâu có phải thương yêu gì tôi đúng không? Mấy người nghe tin tôi bán nhà mới chạy về đây để chia tài sản chứ gì. Nó bất hiếu lắm rồi, còn nghe tin má bán nhà là con không có dội về đâu. Dạ đừng nói nghe mà nè. Tại vì con nhớ má con mới về đó. Đúng rồi, con gái của má ngoan lắm nè, để má nói nghe nè. Dạ má tính rồi, má lớn tuổi ở nhà chi cho bự. Dạ đúng rồi. Mai mốt má 100 tuổi rồi thì cái nhà để cho ai? Dạ. Đó má 100 tuổi là má tính má sống tới 100 tuổi luôn hả? Ừ. Sao tới trời tướng má, trời có con nói rõ luôn quá chừng 6 tháng nữa thôi là nghi rồi. Dạ đúng rồi. Trời ơi con có hiếu ghê đó, trù tôi chết sớm kìa. Nói giỡn chơi vui hả? Dạ. Má tính vậy nè, bốn má 100 tuổi má bán nhà rồi má chia mỗi đứa ít. Rồi cái má rồi con hiểu rồi, má cho đứa nữa rồi cái xong rồi má về má ở với lại chị hai đi. Ok ở với Thảo cũng được. Má ở với con á là con mừng dữ lắm. Ừ nhưng mà má nghĩ đi, bây giờ con có chồng có con cho đó nữa rồi má ở đó nữa, sao con lo cho má được, má nghĩ đi đúng không má? Cũng đúng ha, con mắc dạ, chồng con rồi dạ. Chồng sao nuôi má được vậy dạ. Thôi má qua nhà Hiếu má ở. Qua nhà Hiếu là hay qua nhất. Qua nhà Hiếu má ở dạ. Ha má ở với con cũng được má, nhưng mà tại vì con nói với má rồi, con đi buôn bán xa nhiều khi má ở nhà mình rồi má trúng gió rồi ai cạo gió cho má, má hiểu không? Má lớn tuổi vậy rồi, giò cẳng má yếu má đi má té nữa rồi má lết đi ra tới ngoài là ta chôn má rồi. Bây giờ má ở chung với bả đi. Khổ quá ha, thôi vậy nè má nói rồi rồi má nhất quyết định là không ở với đứa nào, má vô chùa má ở. Thà vậy đi. Chính xác. Vô chùa nó vui lắm con.
bạn bè rồi người ta làm công quả nói chuyện rơm rã vui lắm. Đó. Dạ đúng. Mà vô đó mà tịnh tâm. Vô đó tâm hồn nó sẽ thanh thản. Có bạn bè trong đó nữa người ta vô làm công quả chung chứ má đi về ở với đúng. Chị em mình, chị em mình đâu có lo được cho má đâu. Đó chính xác, má vô chổng đi vô rồi. Chổng vui cái má. Con với Hiếu sắp xếp lâu lâu cái chạy vô thăm má ha má ha. Má nhớ hồi đó nghe. Ta nói hai chị em bay sanh ra ta nói thiếu tháng mà nó chút béo con ký mấy như là con chuột con vậy đó. Rồi hỏi đứa này nóng thì đứa kia bệnh. Ta nói nuôi cực biết chừng nào luôn. Hồi đó má ước ao là má bệnh đi chứ đừng để cho tụi con bệnh đó. Rồi má nuôi tụi con tới khôn lớn chừng này tụi. Mà tụi bay cứ cự cãi nhau hoài là má buồn quá đi. Nhớ hồi nhỏ tụi bay thương yêu nhau dữ lắm mà sao mà lớn lên thay đổi dữ vậy không biết á. Má buồn hơn là dần từng tuổi này mà má chưa có một mảnh tình chắc dai nữa. Ủa gì vậy má? Ủa gì vậy má? Ủa má khóc, má bị sản hả má? Đâu có má. Má có mảnh tình chắc dai rồi, rồi ba đâu? Rồi tụi con ở đâu mà chui ra? Có má, ý má trời ơi má lớn tuổi rồi má lộn, má lẫn rồi, không có gì hết á. Tụi bay thì trời ơi nghĩ là thôi má lẫn rồi, con nói má nghe má lẫn rồi bây giờ con tính gì nè. Má lẫn rồi má ký đi. Dạ, nếu má, má công má quên tội nghiệp tụi con nữa. Ký cái gì? Mốt, đây nè. Mai mốt má mà quên. Biên bản giao tài sản. Dạ. Má ký giùm con đi. Mỗi đứa nữa má. Sẵn má ký luôn giùm tụi con. Tụi nghĩa con là sẵn hết rồi. Giờ má chỉ có sẵn. Ký vô thôi. Có nghĩa là giá nhà con chưa có định được là bao nhiêu. Nhưng mà má nói má tụi con ghi sẵn đây nè. Tôi sẽ giao một nửa căn nhà. Nhưng mà cái này gần chi má có nhờ luật sư hết rồi. Ôi luật sư cái gì con có tư vấn rồi. Rồi ông vô ông ký luôn đi nào, ông ký tôi luôn đi. Ông ký gì đây? Ủa gì vậy ông? Mày cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi. Mày bu vô một tụ tao chửi một lượt luôn nè. Nè, nè. Hai đứa bay nghe chưa? Hai đứa bay là hai đứa con mà mất dạy nhất mà tao mới thấy lần đầu nha mày. Má của tụi bay nè, nuôi tụi bay từ nhỏ tới lớn bây giờ. Đó. Trời ơi, gia tài hả? Trời ơi, quýnh cái này mà đau gì? Bây giờ đau cái gì rồi. Hả? Nè, hai đứa bay đâu nói thiệt nha, hai đứa bay là con nuôi thôi. Không phải con ruột đâu mà ở đó mà giờ về dành nhà của má mẹ mày. Rồi, gì? Má là bá lắm, tao biết hết hả mày. Hai đứa bay hả, mày đặt hả? Về đây hả? Không lo cho bả được. Ngày nào mày về đây hả? Dành nhà, dành cửa cho người ta là sao? Mày ra đi. Tông ra mày làm gì tao? Nè, ông kia. Ông là tình nhân của má tôi đúng không? Cái gì vậy? Nè tao nói cho mày biết nha mày. Cái mày gì? Là thằng con mất dạy. Ủa mày tưởng mày là con ruột của bà hả? Mày là con ghẻ ở ngoài đường. Trời ơi bà ơi. Trời ơi cái gì mà trời trời nó giống nách người ta vậy? Tôi cho nào bà xe ra đây để tôi chửi tiếp. Vô. Ông á, tôi nói thiệt á, lần nào má. Má lớn tuổi rồi bây giờ cũng thấy cái cảnh mà phi công trẻ lái máy bay bà già nha. Nè. Trời ơi ông còn già hơn má nữa mà nói cái gì vậy? Dạ ông lái cái gì của má tôi hả? Tao lái cái gì của má mày hồi nào chứ sao tự nhiên vô đây không à, ông dành gia tài với lại chị em tôi. Tao không có dành gia tài gì trơn trời á. Tao thấy à, tao cũng giống như là thạch xanh ha, cũng giống như là những người tốt mà đi ra ngoài đường mà thấy những cái cảnh mà cái ngang là tao lên tiếng à. Nè tao nói cho mày biết nha, tao biết mày với con này hồi xưa đẻ ra cha mẹ mày thấy cái sự độc ác của mày nó lú lên ở trong cái mầm móng thơ ấu á, họ sợ không dám nuôi, liền ra vào cục đèn, chiến lửa nó bu vô nó cắn, bà này bà thương tình, bà ra bà ẩn vô, bà ầu ơ dí dầu bà bắt từng con kiến lửa, bà đem về bà nuôi, bà mua sữa bột, bà cho bà bú, bú đã đợi bây giờ mày lớn lên, mày dành ăn, mày không có nuôi bà con khỉ khô gì trơn trời, tụi bay vậy mà xứng đáng làm con, tao nói cái thứ tụi bay ha, lên xe lật xuống ghe chìm, ha, vô nhà cháy, đứng dưới cục điện, bên điện nó rớt quá, tụi bay chết cháy. Sao ông anh biết được hồi xưa bà bắt từng con kiến lửa hay vậy? Cái chuyện đó bà chưa tâm sự với tôi luôn á. Ngu quá mình chửi lộn, mình phủ đồng nó, mình đặt ra nhiều chuyện. Tình huống đó có thiệt nên nó căm hồng thấy chưa. Mày nha mày, tao nói cái thứ của mày nha mày. Mày đâu mày bị kiến cắn, không biết mày bị kiến cắn luôn nè đúng không? Cắn đâu? Mày kiến cắn đâu là? Là gì? Thử giấu kiến cắn nè, không anh? Đúng. Giấu kiến cắn, mở ra, mở ra. Mày ngồi mày mở ra coi. Mày dạy ra coi, mày dạy ra. Tao không ra mày làm gì tao? Nè. Trời ơi, trời ơi. Ông đừng. Chứ mỗi lần kêu bà gian ra bảo kêu gian chi. Đây nè, tao nói cho tụi bay biết nha. Cái thứ tụi bay không có xứng đáng thừa hưởng căn nhà này. Tụi bay ở đâu, tụi bay ăn ở sung sướng. Còn má tụi bay bỏ. Bây giờ tụi bay thấy căn nhà này có giá trị hả? Tụi bay tính lợi, tụi bay chia của hả? Xin lỗi, tụi bay muốn biết tao là ai hả? Không phải. Ông nói tụi bay hết hồn nè. Uống miếng nước mà tao nói tụi bay hết hồn nè. Mẹ lớn, nó chặt màu quá. Ông là ai? Tao là
tính mua căn nhà này nè. Ủa vậy thôi hả? À. Không có miếng giặt luôn á. Trong phim á, trong phim mỗi lần ta nói là có tiếng nhạc ba ba ba. Và ông nói im ru luôn, thấy không? Vậy thì để tao nói lại. Quỳ xuống đây. Ông là ai? Tao là người mua căn nhà này nè. Tao khi bà đăng báo mà quyết định bán căn nhà này, tao thấy căn nhà này nó hợp tình hợp lý, tao mua cho con tao lên đây ở để mà học hành. Ờ thì mua đi. Không mua. Mua để tụi bay lấy căn nhà, mày lấy số tiền mày chia chắc, mày bỏ rơi của bạn. Hả? Mày đừng có ngu. À tao cho con tao ở ngoài dĩa hè. Con tao ở dưới ghe. Ở gầm cầu. Còn ở căn nhà này để tụi bay trục lợi. Trời ơi, cha nội ngu dễ sợ luôn. Tự nhiên có con ruột của mình cho ở đầu đường xó chợ, ông chị mua nhà cho nó ở. Trời ơi, thấy ông ngu thiệt luôn á. Tao tức quá tao nói vậy thôi, lòng ngu vậy đó. Ờ, đúng rồi, nói vậy đó, rồi sao? Sao vậy? Má, ba bán nhà đi má. Ông anh bán ơi, chị, đừng bán chị. Ông anh ơi, tôi con mình ơn tôi à. Trước sau rồi tôi cũng đi theo ông, theo bà. Thôi bán nhà chia cho tụi nó đi, dù sao nó cũng là con của tôi. Trời ơi. Chị ơi, chị nhìn đi. Hai đứa này là một lũ bất hiếu. Nó không bao giờ nó trân trọng cái tình cảm mẹ con đâu. Chị nhận tôi nhỏ nhỏ này làm con chị đi. Tôi hứa tụi tôi sẽ nuôi chị đàng hoàng tử tế. Thôi ông anh ơi, đừng có giỡn nữa mà. Để tôi nói cho ông anh nghe. Hai đứa này đối xử với tôi thì sao thì trời biết, lương tâm nó biết. Mặc dù con nuôi hay con ruột, đối với tôi vẫn là mẹ của tụi nó. Xin cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến cho chúng ta những tiểu phẩm thật vui nhộn nhưng cũng đầy sâu lắng. Quý vị thân mến, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cặp đôi đã có lần xuất hiện trong chương trình của chúng ta. Hôm nay họ sẽ gửi đến cho chúng ta một nhạc phẩm rất dễ thương. Nhạc phẩm có tựa đề Chuyện tình anh ba đất. Đó là cặp đôi Kiều Anh và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất, cùng với sự minh họa của vũ đoàn Việt Hải và nghệ sĩ Phi Phụng. Chị Quẹo ơi, chị Quẹo. Trời ơi, đâu mất tiêu rồi nè. Chị Quẹo ơi. Ờ, ai ờ ơi, ai kêu vậy? Sao giống mấy cái bà. Chị ơi. Ủa? Trời. Trời ơi. Chị. Hả? Trời chiều sắm vô nhà mà ở ngoài bụi rơm vậy? Bắt vé. À, bắt vé chiều, cái chiều nó tụ về là bắt vé. Yeah. Bắt vé hả? À, mấy bà đi đâu dạ? Đi đâu mà 5 giờ chiều qua đây? Trời đất ơi. Tao đó có giờ mặc đồ mới hết hồn nha. Ê, nói nghe, mặc gì không sợ thất nghiệp đâu, đừng ở dưới quê nữa. Ê, đi lên Sài Gòn đi. Cái đứng báo hiệu cho người ta, mỗi đứa 10.000. Là sao? Chị nói em hiểu. Ê, đèn xanh nè, đèn đỏ, đèn vàng đó. Để đèn báo hiệu cho xe ta chạy qua chạy lại khỏi tắt đường giao thông. Trời ơi, hôm nay tự nhiên rủ nhau mặc đồ đẹp đi đâu ạ? Tụi tôi đi thi văn nghệ á, sẵn qua rủ chị đi luôn nè. Đi thi văn nghệ? Dạ. Trời ơi, mấy chị mà cũng biết văn nghệ nữa hả? Trời ơi, nhường cho mấy chị đó. Tôi không có ham hố ba cái vụ văn nghệ, nghệ sĩ gì đâu. Tôi là ghé quê thôi. Tôi chỉ muốn làm ăn chất phát, kiếm tiền nuôi chồng nuôi con thôi. Nè chị. Hả? Sao hồi sáng chị không ra đồng với tụi em? À, thôi bây giờ không có ra đồng, mà chắc có lẽ từ đây và mãi mãi về sau không ra đồng nữa đâu. Bà Quẹo sẽ quẹo đi hướng khác. Quẹo đi đâu? Quẹo đi đâu thì kệ quẹo, nói rằng mấy bà quẹo chung hả? Trời. Nói vậy, giỡn trời vậy thôi, chứ mai mốt nếu mà tôi làm ăn khấm khá, tôi sẽ rủ mấy bà quẹo chung. Bạn bè tôi không bỏ mấy bà đâu. Nhớ nha. Nhớ, rồi thôi giờ đi tập văn nghệ đi nha. Chị. Đi làm nghệ sĩ, đi danh vọng đi. Nè em hỏi, bây giờ ngoài cái đường đó còn đường nào dễ không? Cái cầu này khó đi quá à. Khó đi hả? Một mình em còn sợ, huống chi là ba người. À là hồi nãy ba bà cố gắng qua đó hả? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ đi sao về vậy à? Mà nói báo thiệt là cái cầu này là để cho chơi vậy thôi, chứ vợ chồng tôi chưa bao giờ bước qua cái cầu này ha. À, khi mỗi lần muốn qua bờ bên kia là hai đứa tự bơi chó lặn hụp qua đó thôi. Dạ. Vậy thôi. Còn bây giờ nếu mấy bà muốn thì từ từ bò mà về, còn không thì tôi có đường tắt. Đường nào chị? Cái đường này tắt dữ lắm. Nó thay vì đi từ đây qua đó 2 tấc thì đường này tắc hơn đi từ đây về đó 1 cây số. Bây giờ muốn cái nào? Thôi thà tụi em đi xa mà ăn chắc ăn. Ừ thôi vậy đi, sẵn ốm mà đi cho nó ốm luôn đi nha. Rồi đi nha, nha. Rồi, dạ, chị. Rồi bye bye. Thằng bà đất nha chị. Trời ơi chồng tôi kệ tôi đi, hỏi lời gì gửi lời thăm mà mặt gian hết sức luôn vậy à. Cảm ơn nghe nói dẫn chơi vậy thôi. Công nhận á, mấy chị cũng quan tâm mình ghê luôn á. Anh nói rồi em không được đi đâu hết á.
Anh đừng có cản em mà, đi ra nước ngoài làm mới nhiều tiền. Ở đây làm cũng được vậy. Được, nhưng mà biết chừng nào mới giàu. Em đi dài 3 tháng, em gửi tiền về cho anh xài mỗi tay luôn. Anh không ham đâu. Nhưng mà em ham. Thôi, em muốn thì anh không cản. Ở đây anh có chút tiền lẻ với một chỉ vàng, anh mót lâu lắm mới có được. Em đem theo phòng thân đi. Đó, thấy không? Làm lâu nay chỉ dành được bao nhiêu à? Vậy mà cứ cản hoài à? Nhiều vậy sao đủ cưới tôi? Thôi được rồi, tôi đi chuyến này, tôi cưới ông luôn, tôi có tiền tôi cưới luôn. Ở nhà giữ sức khỏe đó. Em đi à? Ừ, em đi đi. Em đi rồi lòng anh buồn biết mấy. Nhớ em nhiều ôm kỷ niệm mộng mơ. Em đi rồi sân nhà mình vắng bóng. Cả xóm quê nghèo ai nấy cũng buồn yêu. Nhìn con mương ngày nào anh tát nước. Em đứng trên bờ hát giọng cổ anh. Môi anh chảy đầm đìa trên trán. Em thấy đau lòng thôi ráng ráng nghe anh. Đêm nay anh ngồi nơi đây, bên bến đò xưa anh nghẹn ngào em muốn khóc. Trăng nước lững lờ khua nhẹ mái chèo đưa. Mình cách xa đã ai mùa lúa. Ở nơi quê nhà đỡ một dạ yêu em. Bình bình lên lục bình theo con nước. Đón em về, về lại bên anh. Gặp lại nhau ta mừng muốn khóc. Bà xã tôi bây giờ ôi thế đẹp lạ. Lạnh dữ vậy. Ôi đèn sáng đẹp quá hả? Quá trời đẹp luôn. Trong mặt quá. Trời ơi. Má mày chết, ba mày chết. Mày còn nguyên mày, mày nói cái gì vậy? Em liệu em đang cắm đầu em nhìn xuống. Trời ơi, quẹo ơi là quẹo. Tự nhiên ở dưới khách khứa đông vậy, em bỏ em lên sân thượng là sao? Đâu khách khứa đó của chị, đâu phải của em. Với lại em lên đây em ngắm chỗ đẹp quá trời đẹp luôn á. Chị sao chị ở cái chỗ gì mà cao mà đẹp dữ vậy? Cái này nhiều khi chết nó khiêng xuống không kịp đâu á. Trời ơi, con này nói chuyện không hơn gì hết trơn rồi. Nè, mai mốt mà em nghe lời chị, em cũng ở nhà đẹp vậy nè. Ủa vậy hả? Ừ, nói dạ, nghe nè. Dạ. Ồ chị Nam, mấy bữa nay chị nói lên đây chị giúp em gì đó, giao hàng cái lấy tiền, giao hàng cái lấy tiền. Ừ. Sao không đưa hàng cho em giao vậy? Bữa nay tới phiên em giao hàng nè. Dạ chị. Trời dạ. Ơi, lên bao lâu rồi mà còn mặc bộ đồ lúa vậy? Tại sao cứ đưa bộ đồ này không chịu mặc giùm tôi cái? Thôi, thôi em không quen đâu, em mặc đồ này được rồi chị. Mặc dù nó yên tâm đem có một bộ nhưng mà có giặt chứ không phải là mà ở dơ. Nghe lời chị mặc bộ đồ này đi để chị thương á, có nhiêu tiền cũng được hết trơn, muốn nhiêu tiền chị cũng cho hết. Cái gì mà nó chặt cứng giống cái bao lúa nhà em vậy? Chị mặc nó mới đẹp chứ. Mặt này mới đẹp. Được rồi, con cái này. Chị ơi, trời ơi, bây giờ quần áo người ta may mà may luôn cho hai con mắt mặc dài xuống. Ừ, vậy hả? Bà lúa quá bà ơi, nay mặc gì này là xỏ tay vô. Trời ơi, vì nó ngắn ngủn tuốt trên này nó lòi. Không được đâu chị ơi, gió vô đau bụng đó. Đau bụng thì sao? Không được, cái da bụng em nó dày lắm. Má em nói như da trâu, da bò vậy đó. Bữa giác á hả, mà chút xíu có dầu lửa rồi mà nó còn phong không phỏng nổi luôn á. Trời ơi bà ơi, tôi nói gì cũng cãi gì. Tôi biểu này mặc khổ đồ này cho tôi nghe lời chưa? Em không mặc đâu chị, mặc chị không được đâu. Nó cãi tôi phải không? Chị... Đào bút quệ đâu? Dạ. Bé biểu. Trời ơi, trời ơi. Nè, chị đi công chuyện nghe, chị giao bộ đồ này cho mấy đứa nghe. Ta đi về là con nhỏ này nó phải mặc bộ đồ này cho tôi nghe chưa? Chị Năm ơi. Về mà không mặc này là chết với tôi nó nghe. Chị Năm ơi. À. Chị Năm ơi, chị Năm. Nó nghe nè mấy chị, em phiên mấy chị thôi, chỗ chị em phiên. Đừng có mặc vậy, gió nó độc lắm. Nó luồn dưới lên cũng chết, mà nó luồn trên xuống mình cũng chết đó. Nghe thôi em không được nghe đúng không chị em mình? Thiệt mà đừng em không mặc đâu, đừng em không có mặc đâu nha. Ôi da chết rồi, đừng vậy mấy chị. Đừng chị, mấy chị, cuộc đời của em chưa bao giờ xúc phạm phụ nữ. Mấy chị đừng có để em nổi điên lên nghe. Mấy chị đừng, em nói buông ra. Bây giờ em hỏi buông không? Buông không? Vậy là con đường này mấy chị chọn nha, chứ không phải em chọn nha. Bà đã nói tao có vỏ mà, tại sao vậy hả? Bây giờ sao? 1/3 không chột cũng què. Vô. Nó đi đâu vậy?
ngày gì ta? Hả? Bà xã? Ủa? Đi nước ngoài rồi mà. Trời ơi, nó gạt em, nó bán em vô cái đồng quá trời đàn ông bu lại em giống như là em cũng mở ba rọi vậy. Anh, ngày xưa anh có dạy em võ trên em quánh nó văng hết. Mà anh không chịu dạy em võ quánh chó. Chó nó rượt em chạy thục mạng, mai là còn mạng về đây. Tôi nghe bà xã tôi quá. Trời ơi bà xã, em có biết là mấy ngày nay em đi rồi lòng anh buồn biết mấy. Em nhiều hôm kỷ niệm mộng mơ. Em đi rồi sân nhà mình vắng bóng. Cả xóm quê nghèo ai nấy cũng buồn hiu. Nhìn con mương ngày nào anh tát nước. Em đứng trên bờ hát giọng cổ anh nghe. Mồ hôi anh chảy đầm đìa trên trán. Em thấy đau lòng tôi ráng ráng. Đêm nay anh ngồi nơi đây bên đò xưa anh nghẹn ngào em muốn khóc. Trăng nước lững lờ khua nhẹ mái chèo đưa mình cách xa đã hai mùa lúa ở nơi quê nhà đất một dạ yêu. Lục bình theo con nước đón em về lại bên anh gặp lại nhau ta mừng buồn khóc. Bà xã tôi bây giờ ôi thấy đẹp làm sao. Bà xã và quay trở lại với chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với một tiểu phẩm hài, nhưng lần này sẽ nói về đề tài ăn nhậu và số đề. Quý vị thân mến, có những gia đình khi mà rơi vào hoàn cảnh này thì đã tan vỡ và không bao giờ có ngày hợp lại luôn đó anh Đình Toàn ơi. Và thậm chí là tán gia bại sản, đúng không? Để anh nói khánh nghe, có nhiều người trong cuộc sống khi mà chúng ta bị vấp ngã, khi chúng ta mất lòng tin thì chúng ta thường vịn vào một cái điều gì đó. Có người thì vin vào khả năng của mình, vin vào sức lao động. Nhưng mà cũng có những người tin vào bói số, tin vào bói toán và tin vào những số đề, rồi những con số may mắn để giúp họ đổi đời. À đây, anh Toàn kể cho khánh nghe nè. Anh Toàn có quen một cái người, một cái bà bác đó cũng lớn tuổi rồi nha. Anh nhớ mà mê số đề lắm. Lúc nào cũng đi ngủ, thôi đi vào đi ngủ để xem hôm nay có thấy con số gì không. Ồ vậy đó hả? Cái một ngày anh nhớ rõ ràng, cái bắt mở tờ báo ra, cái báo lúc đó đăng tin là một người đàn ông của nước ngoài mà cho những con ong á bu đầy ở trên cái mặt đang thui vậy nè. Thế là bãi quyết định là đánh con ong. Vậy hả? Nhưng mà tới chiều á, số đề sổ ra sổ con sư tử. Cái xong vậy mà tiếc chứ, trời tiếc quá, hồi sáng bác nhìn bác thấy cái mặt con ong nó bu đầy ý như con sư tử mà không chịu đánh con sư tử, đánh con ong. Trời ơi, mê muội đến mức độ đó luôn hả anh? Thì đó là tâm lý chung của những người mê số đề, và họ hay nhìn rồi bàn ra, cuối cùng nó thành một cái con số gì mình cũng không biết nữa. Thiệt tình á, có những người mê số đề khủng khiếp, có số gì họ cũng có thể tin vào cái điều đó và họ hy vọng rằng họ trúng đề. Nhưng mà nói là nói nha, em biết số đề đó, số đề không có số sư tử nha anh, chỉ có số con cọp thôi. Anh không biết nữa, nhưng mà tại lúc đó là anh nghe như vậy đó thì chắc cũng bàn đâu con sư tử đâu là bạn của con cọp. Rồi bây giờ mình bỏ câu chuyện của anh em mình đi, mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu phẩm hài mang tên Xỉu Chủ Chủ Xỉu của tác giả Huỳnh Lê. Tối nay uống rượu không phải để sầu, uống rượu để biết trong đầu nhớ ai. Uống rượu không phải để say, uống rượu để biết đắng cay là gì. Uống rượu không phải để ly, uống rượu để thấy mình kiêu kỳ kiêu xa. Cái này không biết rượu hay là nó làm sao, nhưng mà không tin. Không tin, không tin. Thể nào tin được. Anh có bị khùng vậy? Mới uống chút xíu mà đại huynh muốn khùng hả? Đại huynh khùng vậy. Tự nhiên không tin mà không tin cái vụ gì. Mày hổ, mày nghe nói dám nói đại huynh là khùng. Tôi nói giờ anh không tin là ông tin là thằng này. Ông không tin thằng này, không tin thằng này. Đúng. Phải. Tôi nói không tin là không tin có cái chuyện này. Chuyện này là chuyện gì? Anh nói chuyện mà tự tạo độ khó cho cái
não á, tụi em quá vậy. Trời ơi, ông giải não đi. Rồi, từ từ nó nói. Cái chuyện này có nghĩa là tao nuôi con mèo nhỏ mà vuột mất ba con heo. Dạ. Ủa sao? Nghe. Cái này nghe nó rối rối cái não mình nha. Giờ này rối à. Trời heo bị chắc rồi. Chắc sao ha. Dạ, tôi nói thiệt với anh nha anh Tài. Rồi, nói thiệt là nhậu vô anh đừng nói bậy bạ nha. Tôi không nể anh là sư huynh, tôi là tôi quýnh anh nãy giờ. Ê mày hổ mày, mày hổ mày. Mày không nghe ông nói, ông nói gì mà nó không có hợp lý gì hết trơn. Sao lý sao mà ông đi là mua con mèo mà nó vuột con heo. Ba con heo luôn. Ba con heo. Ủa, thì làm sao? Ông mới giải đúng cho đàng hoàng à. Nó thắc mắc là cũng có lý do của nó. Thằng rớt đúng đó. Rồi, thế sao giải thích? Có nghĩa là tao nuôi con mèo nhỏ. Tao nuôi con mèo nhỏ, tao nuôi bao nhiêu lâu, tao đánh hết đài này qua đài nọ. Mà cuối cùng thua láng phải bán ba con heo. À đúng, em nhớ rồi nha. Anh nuôi con mèo nhỏ mà nó ra con mèo trung với con mèo lớn đúng không? Đúng rồi. À, biết học gạch luôn. Thấy là tôi hiểu rồi. Rồi. Thấy không? Có nghĩa là ông phải giải thích cho nó. Hèn gì? Hèn gì khi qua đây mấy bữa là coi như là ôm sầm trời đất, heo nó la luôn. Hôm nay không có tiếng la của heo, không khí rất là yên ắng. Có ba con heo mình là đúng rồi. Nhưng mà ông hãy giải thích là giờ ông mua số đệm mèo mà nó không có ra, ông mới bán ba con heo. Sao ông ngu vậy? Sao ngu vậy? Đây nó hổ mẹ. Ba heo ông nó đang có chữa. Mà có chữa thì có chữa 10 con hay là 7-8 con mà ông bán kiểu đó là lỗ rồi. Thì đó, tao biết thì tao không biết mà nếu không bán để cho mấy chủ nợ nó chém tao bể mỏ. Phải bán chứ bây giờ còn cái chuồng không á. Nói anh nghe, cái chuyện không có buồn. Bây giờ nhà cái chơi đề mà uống cái nói. Đây không? Mình xui. Thì như xui kéo chùm. Thế tôi nè, hôm nay tôi cũng theo, không theo con mèo của ông mà tôi theo bướm. Bướm nhỏ 19, bướm chùm 59, bướm lớn, bướm bà 99. Lên chơi. Má ra là lính. Ủa? Gì kìa? Lính là số mấy? Lính 113. Ê, không có nói xấu đó xui à. Mình là dân biên đề, không có nên nói 113 xui à nghe. Đúng rồi, có hôn kỳ, mày. Kỳ, kỳ à. Còn bên mày sao rồi? Sao thấy gia đình yên ắng mà trúng số à? Đúng rồi, giống rồi, trúng cho mượn. Trúng rồi. Tay vợ tao mới nay nó bỏ về quê nhà ngoại rồi. Bỏ thì nó cũng về vậy chứ mày sao gì? Thì đó thì thua quá rồi mấy tuần rồi, nó bồng con về ở với bà ngoại luôn rồi. Trời ơi. Nhưng mà cũng hên nha. Cũng hên là nó không biết mấy tuần nay á, là coi như tao thắt thêm mấy cái nơ nữa. Nếu mà nó không biết thắt mấy cái nơ nữa là nó bỏ tao, nó đi luôn, đuổi tao ra khỏi nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Mày mà đàn ông mày thắt nơ, mày là bóng giường, nó bỏ mày là đúng rồi. Mày là bóng khùng. Vậy sao thắt đàn ông mà thắt nơ? Mày nói thắt nó nơ đâu? Nơ nặng nợ. Tao nói chỉ nơ chứ lịch sự thôi chứ nợ đầy hết trơn. Mốt mấy mốt nè, cái đầu tao nguyên băng đô nơ nè, nơ không rồi đó. Nhìn đẹp lắm. Không, mà không có lo. Giờ tôi nói với có mặt sư huynh đây. Em sao? Không, cho dù bạn em nó có như thế nào, em xin hứa em đùm bọc nó. Này, hay, đây là bạn tốt. Bạn tốt là khi thấy bạn té thì đỡ, chứ không phải chờ tắt thở mới tới thắp nhang. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Bạn tốt. Tao sẽ lo cho mày. Thôi, rồi, mà vậy thì tôi có chỗ ở rồi, đúng không? Lo chỗ cho tôi, đúng không? Mày muốn ở đâu? Thì ở nhà mày chứ nhà ai nữa. Mày ngu. Mày cũng nhìn thấy nhà tao nó chút ẹt như lỗ mũi vậy. Chợ vợ tao có cái bàn máy may nữa mà mày muốn vô nhà tao ở là mày muốn lấy vợ tao á. Mày nha. Đang qua. Ê, mày đừng đem gái đi làm tê tái lòng tao nha. Mày nít, mày không muốn gây lộn mày, nhưng mà tao có chỗ ở cho mày rồi. Chỉ cần mày lấy cái vòi nước mày xịt nó cho nó bợ đỡ họ thúi cái mùi heo thôi là mày ở được. Vô nhà của ông Tài chuồng heo vợ ổng bán heo hết trơn rồi. Ê, ngủ trọng đây mất dạy. Ê, hổ mày mày bạn tao mày đừng có mày bạn tao mày nói tao ngu như heo
lỡ chuồng heo là ngu như heo hả? Nè, ê, thằng này biên đề cho nó ngu nha. Đố ai định nghĩa được chữ ngu? Có khó gì đâu khi bồ xù. Lang thang tìm ai tông một cú lãnh án tử tù thế là ngu. Đâu có tầm ai đâu mà tao ngu, tao biên đề thua thôi mà. Mày nói hả? Mày tin không? Cái chai của cái ông mày tin không? Mày thách tao hả? Mày nghĩ ra mày nhậu mày lấy cái chai vô họng tao nè mày. Tao đứng yên cho mày bớt nói. Mày bớt nói cái đầu mày sẽ bớt thẹo. Nghe sao không biết đầu tao có thẹo? Mày tao phán mày đầu thẹo. Trời ơi. Em sao không tán vô mặt coi? Tao tán mày nào? Má cái chát nè, tao phán mày đi xài vô mặt mày đó. Trời ơi. Hai mày ngồi xuống coi. Ngồi xuống. Trời nghe là chưa quên ngồi xuống. Cái này đúng là gàm nhà bôi mặt đá nhau. Nghĩ sao ạ? Nghĩ sao hai tụi bay nhậu đã rồi gây lộn nhau vậy? Em hỏi anh nè. Cái gì? Nó nói em là ở chuồng heo. Nó nói em ngu như heo, anh coi tức không? Trời ơi, bỏ. Mày nói tao mày đòi lấy cái chai mà đập vô mặt. Trời ơi, bỏ đi. Thôi em có lỗi, có lỗi. Bỏ. Bây giờ. Quê mày. Quê, uống có lỗi mày. Uống đi. Quê mày. Quê. Nhận hai này rảnh ghê vậy. Nó gây lộn cho đã rồi, nó uống hoài. Đó, mệt ghê. Bây giờ tao nói cho tụi bay nghe. Bây giờ tụi bay cãi đã, giờ tao biên tao nói à. Kẻ thù của thằng sai không phải là thằng rớt. Mà kẻ thù của thằng rớt không phải là thằng sai. Mà là ai? Là ai? Là ai? Nó đang sừng sững trước mặt tụi bay đó. Đâu rồi? Ở đâu? Đánh nó, giết nó, đâu rồi? Đâu? Ủa vậy không thấy hả? Không. Trước mặt tụi bay đó. Đâu? Đằng này hả? Trời ơi, tụi bay khùng quá. Nghĩ sao mà tao là kẻ thù của tụi bay? Vậy anh nói chuyện giờ này mà anh hại não tụi quá. Anh phải nói rõ là ai. Phải hình dung lên, hiểu không? Là ai là Nguyễn Đề? Nguyễn Đề. Nguyễn Đề là kẻ thù của mình duy nhất đó. Nguyễn Đề là kẻ thù của mình. Đúng vậy. Mình đã nuôi bao nhiêu con cho mấy cái thằng Nguyễn Đề này. Đó. Nó ăn mình muốn sạc nghiệp luôn mà mình không làm được gì nó hết. Đúng rồi. Tại sao bây giờ mình lại bôi mặt mình đá nhau mà không kiếm nó để đá? Đúng gà cùng một trại cớ hoài đá nhau. Đúng vậy. Bây giờ mình phải làm sao để trả thù nó? Có nghĩa mình làm sao mà để trả thù nó đây? Làm bằng cách nào? Cách nào? Mình tiếp tục mình nuôi mấy con mình đang nuôi. Mình nuôi để cho nó thấy là mai mốt mình ăn nó sạc nghiệp luôn. Mình ăn hết tiền luôn, nó mới thấy mình là có một cái sự bền bỉ. Kiên trì vấn đề. Vấn đề tăng thêm tiền quýnh là chút lớn. Ôi trời, ôi trời, ông quá ông rồi. Thôi, bất bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa phải thôi. Thôi, bình tĩnh, chồng sao cũng chồng chị. Ôi bà làm đi. Uống ly cho hạ bà là. Bảy. Thôi, bảy. Hết nhà, hết cửa, hết gì. Ba con heo có chữa tôi cũng bán để mà trả nợ cho ông. Bây giờ là ông muốn cái gì nữa chứ? Bình tĩnh chị ơi, chuyện đâu còn có đó mà. Ông đó dạ. Vợ ông kêu ông đi sửa chiếc máy bay. Nó khô dầu rồi mà ông có sửa đâu. Ông đem ông đi bán luôn à. Còn cái gì nữa chứ? Trời ơi, chị, vợ ông có đi tìm ông chém không chị? Chém đó, bây giờ đang đi tìm. Trời ơi, lương mà chơi lịch nhất nhau. Trời ơi, thì ra là như tốt lành làm sáng sớm. Mấy huynh ơi, mình nhậu đi mấy huynh ơi. Thì ra là dân tị nạn thôi. Vậy mà đi xăm soi người khác. Người ta nói á, kẻ mà hay xăm soi người khác á thì chỉ thấy hột cát trong mắt người khác mà không thấy được cái sọt rác nằm trên đầu của mình. Trời nè, trời ơi, nhục chưa? Nè, cái chuồng heo của ông Tài á, không phải tôi ở mà là ông ở trong đó á. Chuồng heo á, tao mày ở chung đi. Mấy ông đừng có như vậy nữa. Bây giờ tôi nói không có chuồng heo ở đâu mà ở. Bán hết rồi. Ông vừa thôi nha. Ông còn đánh nữa đó nha. Cái nhà này cũng không còn đâu. Tôi đi tự tử đi. Đừng chết chị. Em xin chị. Chị ơi, đừng chết chị ơi. Trời ơi. Ngồi xuống đây đi. Thôi mà bà, sao bà nóng quá. Thôi cái gì đâu mà hở chút đồ tự tử. Thôi được rồi. Bà nói nãy giờ tôi nghe tôi hiểu rồi. Thôi đi chợ về mệt vô nghỉ đi. Giờ tôi hứa bà. Tôi không đánh đề nữa đâu. Tôi bỏ luôn. Không
hứa phải không? Hứa rồi. À, cho ảnh cơ hội chị, em lấy uy tín em ra em bảo lãnh cho ảnh. Uy tín quá à. Uy tín quá à. Mấy ông mà còn uy tín cái gì nữa. Thôi mà tôi hứa tôi làm được. Trời mà, ơi đánh đề đánh đồ chi vậy. Bỏ mà bỏ. Khổ vợ khổ con ông hứa đây nha. Trời tôi hứa. Hứa đi mà ông còn nữa là ông chết trong rồi. Rồi 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 bà vô. Bán cái nhà này luôn. Trời ơi tôi biết rồi tôi hứa. Em hứa luôn, em hứa luôn. Hứa. Dạ, à. Em hứa. Bỏ. Yeah. Gì vậy mày? Để huynh mà hèn. Hèn gì? Ai hổng mày? Không, mà hổng có lý do. Sao? À, có một thành viên nói là từ nay là rời bỏ cuộc chơi. Ai vậy? Đây nè, anh mới nghe chị khóc một chút xíu, anh đòi tách nhóm là bỏ đến đề rồi. Bỏ rồi nào? Có, tôi làm chứng. Yeah. Biết cái gì? Cái này là tao tương kế tụ kế thôi, hiểu không? Dạ. Bây giờ tụi bay yên tâm đi. Tao đã có cách. Cách hả? Nhưng mà là cách gì? Cách gì anh nói đi. Nói. Nói. Chu đầu chụm mỏ vô đây tao nói. Nói anh nói cách gì mà có tiền được rồi. Tối nay mình sẽ tới miếu ông hổ. Miếu ông hổ? Dạ con lại ông thần hổ linh thiêng. Dạ tụi con gồm có ba đứa bạn thân. Dạ con là Tài. Dạ kế bên con là Rớt. Còn cái đầu bơm bê kia là Sai. Dạ hôm nay tụi con đến đây cầu xin ông hổ linh thiêng phù hộ độ cho tụi con trúng đề đi. Tại vì tụi con thua quá, vợ con nó chửi quá, giúp cho con trúng đề. Nếu mà kỳ này mà cho số con trúng, con xin tạ lễ ông hổ bằng cách là ông hổ cho con bị què chân, con cũng chịu. Trời ơi, chứ thần thánh mà nó hứa bạ què chân thiệt sao nổi. Quên, dạ, cái đó con lỡ lời, dạ, xin bỏ. Phí thôi. Dạ, nói lại, dạ, con xin tạ lễ. Dạ, giờ đến con Nguyễn Rớt. Dạ, để mà rút ngắn gọn cái lời nói nãy giờ con không giới thiệu nữa mà con xin luôn đi. Ngày này cho con gom nguyên mẻ ngon lành đi, cho con trúng xỉu chủ đầu đuôi, rồi trúng đá, rồi nguyên cặp, rồi trúng hết luôn đi. Con bán nhà, con cũng quất đợt này luôn, cho con trúng bùm bấm đi. Nếu mà trúng thì làm gì? Trúng là con thì con sẽ cạo đầu mà con tạ lễ á. Dạ còn con. Trên có thổ công, dưới sông có hà bá. Xa lộ của nón bảo hộ. Dạ ông thần hổ thương con. Trời ơi. Cho con trúng đi. Nếu con trúng đầu đuôi xỉu chủ số đá mà trúng đều hết trời, con nguyện sẽ như trên giống thần Rớt. Là sao? Như trên là sao? Và cạo đầu tả lễ. Mày thấy chưa, mày cúng tự nhiên cạo đầu cúng mà mày bắt chước cạo đầu theo. Thì người ta có sông hùng kỳ hiệp, cái này sông đề kỳ trọng. Thấy con tự ra dạ cho con dạ. Không cho con số đi ông ơi. Cho con số đi. Lên quá. Cho con số đi, ổ số đâu? Đâu có thấy số gì đâu. Đây là đồng số mong quạnh rồi. Sao có số được, không có số. Đi đâu có cái số nào đâu mà. Có số rồi. Đâu đâu. Cái gì đó. Có số rồi. Số mày gì? Khùng hả? Số. Cái vỏ đựng nhang mà. Số nè. Đâu số gì? Số địa chỉ bán nhang nè. Trời ơi. Tại sao vậy? Tại sao đồng không mong quạnh này thế này mà lại có một cái giấy số mà số địa chỉ bán nhang bị bay ra. Đâu chứng tỏ rằng là thần hổ cho mình số đề đó. Số mấy địa chỉ số mấy? Đồng đâu có thấy số đâu. Đây nè địa chỉ cơ sở bán nhang nè. Đâu số mấy nè? 5/14 đường 23. Đó. Mùng 5/14/23. Đẹp quá, số đẹp quá. Mày điên. Trời ơi, số xấu quá mà nó đẹp. Số xui đó. Người ta nói là mùng 5/14/23 đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn. Người ta đi buôn, tức là người ta là buôn bán, còn mình là người mua mà, mình là người mua số, người ta bán số là thua, mua số là mình trúng. À, mình ta đi buôn người ta mới xui, còn mình đi mua là mình trúng là may mắn chị Minh. À, liên, mùng 5/14/23. Năm. Ê, nhưng mà số 2 con không à, như lẽ bên 05/14/23 rồi trúng ít lắm, số 2 con trúng ít lắm. Bây giờ sao? Ba con liên xỉu chủ rồi số đá rồi mới ngon. Bây giờ em có cách rồi. Cách nào? Trời ơi, trời ơi, trong cái khó nó ló cái đuôi mà. À, cái gì mới khó nó ló cái khôn. À. Bây giờ mình cộng số lại. À. Mình muốn trúng là mình phải động não. Ừ. Cộng ra thần hổ
kêu gọi mình là cộng số lại để biên số ba con. Rồi rồi rồi, cộng coi nè, để coi nè, 5 nè, cộng với lại 14 nè là 19. 19 rồi, 19 cộng với 23 là coi như là 52. Mười chín cộng với 23 là có 42 à? À, 42 42 42 42 là 42 không? 42 mà mình có ba người tức là 342. Số quá đẹp, trời đất ơi, 42 đúng rồi, đúng luôn. Tạ lễ. Trời dạ, trời ơi, anh ơi. Bây giờ là coi như mình có số biên rồi. Chuyện này mình phải biên xỉu chủ để cho mà chủ xỉu. Dạ, trời ơi, ông bảo à. Ai mà tàn nhẫn trong quá đó. Trời ơi, vợ chồng mà ăn ở nhau mà ông ác quá đi. Ông đợi cho tôi ngủ rồi ông lấy chìa khóa, ông đem giấy tờ nhà ông đi cầm đi bán hết nè. Trời ơi, bao nhiêu lần tôi khuyên ông đừng có đề đốm gì nữa hết ra mà ông cãi lời tôi. Đâu có đâu, bà đừng nói thì tôi nghiệp tôi, tại tôi tính người này tôi gỡ gạt lại mà ai về đâu nó là vậy. Cái chuồng heo bây giờ cũng không có để mở, đừng nói thiệt nha. Đi ra đường chết đi. Bà ơi, mà đừng nói như vậy, tại tôi nghĩ là sao mà trật được. Với lại miếu ông hổ, ông linh, ông cho số, ông lẽ trật cho được. Không có ông hổ, ông mèo gì hết á. Hai ông kia cũng rồi bán nhà hết rồi. Bây giờ đi tự tử hết rồi. Bây giờ để cho ông nhớ đời nha. Tôi sống với ông chim mà tôi biết khổ dữ vậy nè. Thôi bà đừng nói nữa, thôi để từ từ đi rồi tôi tính cho. Ông tính gì chứ hả? Mỗi lần nói với ông là ông tính nè. Bây giờ tôi đi tự tử nè. Chứ bây giờ nhà cũng có cái gì không? Thôi bà đừng nói. Bà đừng nghĩ quẩn nha. Bà ơi, bà đừng nghĩ quẩn nha. Bà. Ông trả lời đi, ông có trả đỡ cho đại ca tôi không hả? Có trả không? Mấy anh thông cảm giùm em đi, mấy anh để em có thời gian em sẽ trả. Ông mà xưng em một lần nữa tôi chém ông đi. Để ông già chứ ông đổi tôi vào ông xưng em. Quên cho mấy bạn thông cảm với mình đi, mình hứa mình sẽ đem tiền lại. Ai bạn với ông? Ai học hành chung với mấy người cờ bạc với ông? Bây giờ đó đi, chừng nào trả thì từ từ có tiền tôi đem qua tôi trả. Chưa, ông thấy nó xăm mình chưa? Ghê chưa? Ghê quá. Ông nhìn nè. Đau không? Đau không? Nhìn con chuột tôi đi nói chuyện. Ai mà ông muốn biết đau hay không? Ông phải lấy cái tay ông nhíu một cái ông mới biết đau hay không? Ghê quá. Sợ chưa? Sợ. Bây giờ mấy ngày trả, bao lâu trả, chừng nào trả? Chừng nào tôi hứa tôi có tiền tôi đem qua tôi trả liền. Bao lâu mới có tiền? Bây giờ phải chờ chừng nào tôi có mới đưa được chứ giờ. Hỏi tôi không dám nói bậy. Không được đó, ngang vậy nha. Bao giờ có là phải cho thời gian chính xác. Bây giờ không ấy. Không, thôi để cái lỗ tai lại. Đừng làm vậy. Làm xử ông có bậy. Đừng làm người ai làm thế. Đừng chơi. Nghe nè. Giờ làm ơn trả tiền giùm đi. Chứ bây giờ tiền đó là em cũng mượn cái người khác đó. Em cho anh mượn lại đó. Làm ơn trả giùm em đi. Biết rồi, biết rồi. Mày điên hả mày? Gì? Mày đòi nợ mày làm gì vậy? Thì năn nỉ người ta cho người ta trả nợ. Tao nói cho mày biết. Hai thằng cái đòi nợ mà cái thằng kia nó bệnh. Tao nhờ mày đi giùm. Tao khi mày gồng lên mày qua mày đòi nợ người ta mày làm cái gì vậy? Gồng đâu được. Đâu này cũng đâu phải em xăm mình. Đâu này em sợ nắng mặt. Trời ơi. Gồng mày. Không ăn. Tại sao? Bây giờ không có tiền mà. Đưa giấy tờ nhà ra. Cái gì vậy? Chị vợ anh. Sao? Bà đứng đây xong bà tự tử chị. Bà tự tử hả? Vợ tôi tự tử rồi. Vợ tôi tự tử. Ông đứng lại đây. Để tôi đi cứu vợ tôi. Vợ tôi tự tử rồi. Ông ở đây một lát ông cũng được tự giận chứ bỏ thôi. Trời ơi. Đi xong đi. Cô bà cứu ra đi trời ơi. Ây da. Cô da. Ông à. Trời ơi.
Chứ không đi lên giường rồi ngủ nằm dưới đất ngủ vậy trời. Ủa bà về hả? Ủa bà nhảy xong ai vớt bà lên vậy? Điên hả? Ai nhảy xong? Ủa nói vậy là ủa không phải sự thật. Ủa nói vậy là ông nằm với bao hả? Ủa tôi nằm mơ hả? Ừ. Trời mơ thấy gì? Trời ơi bà ơi, tôi nằm mơ tôi gặp ác mộng bà ơi. Mộng sao? Tôi nằm mơ tôi thấy tôi rủ thằng rớt với thằng sai, hai thằng nó đánh đề với tôi. Rồi tôi kéo tụi nó ra ngoài miếu ông Hậu á, rồi ông Hậu cho số về đánh xong bán nhà bán cửa tôi đem giấy tờ nhà tôi cầm tôi hết luôn, bị tụi chủ nợ lợi nó đánh quá trời, nếu điều nó muốn giết tôi luôn đó bà. Đúng rồi. Thôi bà đồ nhảy xong tự giận nữa, trời tôi sợ quá trời luôn. Ai da, không phải, trời bà vẫn còn sống tôi mừng quá. Vợ của hai kia nhảy xong tự giận kìa. Hả? Cái lúc mà ông sai ông nằm ở nhà đó, thì hai thằng đó nó lấy chìa khóa của vợ nó. Nó mở tủ, nó lấy giấy tờ để nó đi cầm, đi bán. Số đề đâu có trúng đâu. Bây giờ người ta lợi, người ta đã xiết nhà rồi. Ủa vậy? Bây giờ nó nằm ngoài cái gầm cầu á. Ông ra kiếm nó ngoài đi. Ủa? Nói vậy là tôi nằm mơ còn hai thằng công đậu đó là thiệt hả? Đúng rồi. Trời ơi, mừng quá bà ơi. Cũng may, may là tôi sai đó. Quý vị thấy đó, vậy là cơ hội làm giàu, cơ hội trúng đề không đến với tất cả mọi người. Dạ đúng rồi, bởi vì sao? Khi chúng ta đặt niềm tin vào đề đếm, chúng ta không bao giờ làm giàu được đâu. Chính xác. Mà Khánh, em có nghĩ không, khi mà xui xẻo quá, thường mọi người hay rủ nha, thôi đi nhậu đi để xả xui. Nhưng họ quên rằng á, khi nhậu vào thì thần trí nó bất minh, rượu vào lời ra rồi bày ra nhiều trò khác nhau mà hầu như trò nào cũng tầm bậy hết trơn. Đúng rồi, bởi vì qua tiểu phẩm chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta mong muốn làm giàu bằng những cách như đánh đề hay là nhậu nhẹt gì đó, chúng ta không thể nào làm giàu được mà chúng ta còn phải ra gầm cầu để ở nữa. Chính xác. Cho nên Đình Toàn và Lê Khánh chúc cho quý vị có rất nhiều cơ hội để làm giàu, nhưng đó phải là những cơ hội chính đáng do sức lao động của mình tạo ra quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Lê Khánh và Đình Toàn buộc lòng phải chia tay khán giả ở đây rồi. Chúng tôi xin được chào tạm biệt quý vị.